Ê, cảm ơn các hội viên YouTube và Patreon đã ủng hộ Thiện cho quá trình tạo các nội dung về game nhập vai cũng như gây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai ở Việt Nam phát triển và lành mạnh, đặc biệt là Thus ở tier chân nhân, Cat và Habaki ở tier hiệp sĩ. Bạn cũng có thể tham gia cộng đồng chơi game nhập vai Funky Dungeon Master ở trên Discord, link sẽ xuất hiện trên màn hình và cũng ở dưới mô tả và comment. Session 2 của Thám tử nước sâu. Hôm nay có Sai, Sakura cùng tham gia với bọn mình. Thì buổi lần trước là Sai tham gia campaign nhưng chưa hoàn thành tạo xong nhân vật. Nên là buổi thứ nhất, buổi session 1, Sai ngồi ngoài. Hôm nay thì chúng ta đã nấu xong tất cả câu chuyện liên quan đến nhân vật và có thể là cho nhân vật của Sai xuất hiện. Anh nghĩ là đây thành cái campaign để online thì chúng ta nên có cái gì đấy giới thiệu từ người chơi với nhân vật, kiểu một cái câu gì đấy ngắn nhỉ? Ngắn à? Ừ, một câu ngắn, một câu gì ngắn. Anh cái kiểu như là cái câu này nó sẽ gần như là một cái câu slogan của nhân vật, và khi mỗi khi bắt đầu buổi chơi thì mọi người có thể mình là cái gì đấy, mình chơi cái này, và làm luôn một câu trong giọng nhân vật. Cái câu đấy nhân vật đấy sẽ nói như thế nào, câu đấy nó thể hiện được nhân vật. Nhưng mà chưa nhất thiết phải nghĩ bây giờ, chưa nhất thiết phải làm ngay bây giờ, có thể là bắt đầu từ buổi hôm sau. Hôm nay mình làm một câu giới thiệu, mình là thế này, mình chơi nhân vật thế này, vậy là xong rồi. Còn chi tiết về nhân vật thì chúng ta sẽ tìm hiểu là trong các buổi chơi sau. Nghĩ thôi đã thấy cringe rồi. Kính lão đắc thọ, kính lão đắc thọ. Một câu đơn giản, mình là, mình chơi nhân vật kính lão đắc thọ. Xin chào mọi người, thì mình là Linh và mình là player của nhân vật Faye Blackboard, là một cô gái F và là tộc, và cái nghề của ấy là một bác, một nhạc sĩ. Okay. Chào mọi người, mình là Nui, mình là người chơi của nhân vật Dương Kim Văn, là một cleric Shima. Rồi, chúng ta có ba bạn nữ thì ba bạn này đều bằng tuổi nhau cả, nên là chúng ta đi. Không, bạn đều chưa đến tuổi, à, vừa 18. Không, ở đây có hai nữ thôi. Em là ở trong này, campaign này có 5 người thì 2 nam 2 nữ, và em là cái đứa hôm nay em thích nhảy sang bên nam thì em nhảy, còn hôm nay em thích nhảy sang bên nữ thì em nhảy. Anh linh hoạt, anh xin lỗi, technicality của anh chưa chuẩn. Không sao. Không, thì chào tất cả mọi người, mình là Nghi và mình sẽ chơi Minh. Minh là cậu bé báo thủ của Thám Tử Nước Sâu. Hân hạnh được gặp mọi người. Mày xài. Ok, xin chào mọi người ạ, mình là Sakura hay còn gọi là Sai. Mình chơi nhân vật Yukikaze Paladin của nhóm, mình sẽ cố gắng để mọi người không chết. Yeah, không ai sẽ chết cả, nhất là Faye ạ. Tiếp ạ, em mời chị Đường. Chào mọi người, mình là Đường. Chỉnh lại em hút suốt, đừng gọi là chị, mình 18 tuổi. Mình chơi nhân vật Mộng. Mộng là một bà cô già thất bại và đau khổ trong cuộc đời này, một lúc. Nên là rất vui được hỗ trợ mọi người, không hỏng đâu, yên tâm. Và mình là Thiện, mình là người dẫn chuyện, Dungeon Master trong câu chuyện Thám Tử Nước Sâu của chúng ta. Ở phần trước, session 1, chúng ta vừa mới bỏ lường câu chuyện ở đoạn mọi người đang theo một nhiệm vụ tìm hiểu một giáo phái trên tượng đồ thần của thành phố Waterdeep. Mọi người đã tìm hiểu bản vẽ mặt bằng của bức tượng này, cũng như đi hỏi thăm những người dân xung quanh về những sự kiện kỳ lạ liên quan đến các con quỷ nhỏ, imp, xung quanh khu vực này. Mọi thứ đều có vẻ chỉ đến một giáo phái ẩn nấp trong khách sạn được xây trên bức tượng đồ thần này. Mọi người vừa mới confront, nói chuyện với hai tên có vẻ là trong giáo phái này và tìm được một chút thông tin sau một vài sự lươn lẹo. Một buổi chơi của chúng ta sẽ bắt đầu ở một góc khác của thành phố. Bắt đầu khi mà tưởng tượng như một cái tập phim nhé, bắt đầu với cái tập phim này được diễn ra thì camera sẽ dần sáng lên và zoom ra ở khuôn mặt của một cô bé.
cô bé tóc xài tóc một gì hồi còn bé tóc xanh xanh navy cô bé tầm khoảng 7-8 tuổi đang cố với tay ra, mắt hơi nhòe lệ. Xung quanh có một vài người lính mặc giáp sáng loáng chặn lại. Ở phía bên kia là một cậu bé đang bị kéo đi. Vài giây sau, một cánh cửa thành dập xuống, rồi màn hình tối đi. Quay lại với thực tại, ở camera nó lại hiện lên, sáng lên ở một cái góc. Có một vài đứa trẻ đang nô đùa với nhau trên đường. Và nó zoom ra, đấy là phía bên ngoài cửa sổ. Sai, miêu tả nhân vật của mình. Nhân vật của em đang nhìn ra ngoài cửa sổ và có thấy một vài đứa trẻ đang chơi với nhau. Yuki đang trầm ngâm, đứng nhìn ra sướng phía bên ngoài. Những đứa trẻ chơi ngoài cửa sổ làm cho Yuki nhớ lại những ngày tháng xưa cũ khi mà Yuki cùng với lại những người bạn xa lạ chỉ có thể chơi cùng nhau mà không thể nhớ tên nhau, bởi vì là cái sự gặp gỡ khi mà trong cái khoảng thời kỳ kháng chiến nổ ra ở Bad Đời Ghét, tức là ngắn ngủi, không biết là người mà mình gặp hôm nay thì ngày hôm sau còn sống hay không. Ok chứ. Hiện đang frantically rolling tìm một cái tên. Được, sắp đến rồi. Ok. Rồi. Camera tiếp tục đi xa ra dần khỏi gương mặt trầm tư của Yuki. Xung quanh là một căn phòng khá khang trang, nhiều người đang ngồi, có người chăm chú nghe, có người đang hơi phân tâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong căn phòng, một giọng nam trầm ấm nói về và chúng ta hy vọng thế giới phía sau sẽ mở cửa chào đón cho những linh hồn đã qua khuất, giống như những cái loài hoa oải hương chúng ta đã có hôm nay, thể hiện cho cái sự thương tiếc khôn xiết những nạn nhân của cuộc chiến thanh trừng băng đảng đẫm máu đang diễn ra trong thành phố Waterdeep này rồi bao giờ mới kết thúc đây. Đó là Insiem, người thanh niên làm chủ của nơi nhà tang lễ trong con phố Chosuku. Yuki đã ở đây hỗ trợ cho nhà tang lễ trong suốt buổi sáng này, nhận khách, bưng bê những mọi thứ và make sure là buổi hôm nay có thể diễn ra một cách suôn sẻ và trang nghiêm nhất có thể. Insiem còn tiếp tục một tràng dài nữa nói về lịch sử thành phố, nói về những cái trang trí và nó mang có ý nghĩa như thế nào đến cho cái buổi tang lễ này. Sau khi mà mọi thứ nghi lễ đã xong xuôi, khách đã dần về, mọi những người mặc áo đen dần dần bước ra khỏi cái căn phòng này và chỉ còn mang quan tài ra đến công viên nghĩa trang của thành phố City of the Dead. Yuki có tiếp tục theo giúp họ đến công viên nghĩa trang không? Hay là có cáo từ? Em sẽ giúp đỡ đến xong cái phần hạ huyệt thì em sẽ rời đi để quay về với đội thám tử. Vậy là khoảng 2 tiếng nữa trôi qua trong cái không khí trang nghiêm của buổi tang lễ này. Sau khi mọi việc xong xuôi, Yuki nhìn sang thấy một đứa trẻ trông có phần hơi thiếu kiên nhẫn một chút. Thấy mọi thứ xong xuôi rồi, bước lẹ lại phía Yuki, giật giật tay. Yuki biết đứa trẻ này, một trong 6 đứa trẻ hay qua lại chỗ văn phòng thám tử. Văn đã nhờ đứa trẻ nào đi báo cho Yuki là lên tượng đi. Nhiều gớm quá. Từ từ em đọc lại của em cái nhiều quá. Trong thời mà trong thời mà không có điện thoại này, chúng ta cần suy nghĩ những cách sáng tạo để nói chuyện với nhau. Ok, em nhờ nét đi. Phải để cho anh Văn nhớ lại. Việc nào phải bé Minh cũng không có nhớ đâu. Nét đi, nét đi. Người một đứa trẻ nhanh nhẹn và khéo léo trong cái nhóm 6 đứa trẻ này thường xuyên đưa thông tin cho Văn. Nét đi đến nhé, Yuki vào. Cô Yuki, chú Văn bảo là khi cô xong việc cô ra chỗ bức tượng đồ thần nhá, lên trên khách sạn ở đấy. Mọi người đang ở trên đấy có vụ gì ấy ạ?
sau khi mà nghe được thì Yuki Yuki đây là cái con bé đúng không? Quên hết tên rồi. Ok, em xoa đầu con bé. Này em đi. Ok, ok em nhá. Ủa mà sao nhóm mình đủ điều kiện tài chính để lên đó hả? Có nhóm mình có được ở bên đấy họ thuận kinh tế không vậy? Nhưng mà ok nhá, chị sau khi mà chị giúp đỡ xong cái nhóm này hạ huyệt thì chị sẽ đi ngay lập tức. Và sau khoảng 30 phút nữa, Yuki cũng đã đến quảng trường ở phía bên dưới tượng đồ thần. Bức tượng vẫn hiên ngang như mọi ngày, một tay chống xuống đất, một tay đưa lên trời như là muốn với tới những vị thần ở trên cao. Không khí bây giờ tầm hơi quá trưa một chút, mà ở trong cái quảng trường quanh tượng đồ thần này vẫn rất đông đúc. Yuki bước lên, khi mà gần đến sảnh chính của khách sạn này, qua cũng khá bậc cầu thang, thấy ở phía trước có ba người mặc áo choàng đỏ đang nói chuyện gì đấy ở trước cửa sảnh. Có vẻ như là không, có vẻ như là nhìn có xung quanh không muốn người khác nghe lén lắm. Và nhận ra một người trong đấy có mặc dù là đã cố che mặt mình đi, nhưng cái dáng vóc của Faye không thể lẫn đi đâu được. Câu cuối mà Faye nói cho hai người mặc áo choàng đỏ kia là gì nhỉ? Flashback lại tầm khoảng vài chục giây trước đấy thì Faye vừa mới đá đít anh Văn của chúng ta. Lúc mà đấy, cái mọi thứ đang hỗn loạn xảy ra thì Faye nói bọn chúng là những cái người mặc áo choàng đỏ là đấy, mấy người lo cái vụ xử lý, lo chuẩn bị cho cái buổi họp tối nay đi, phân loại để tôi xử lý. Sau đấy, là đá đít anh Văn một cái rồi là kéo anh sạch 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 ra ngoài, rồi là Faye cũng Faye đợt luôn cùng với anh Văn và mọi người. Faye quay lại chỗ của Văn và mọi người đúng không? Là vào trong sảnh của khách sạn, cái chỗ để ăn uống. Còn hai người mặc áo choàng đỏ này là đang đi ra khỏi sảnh, có vẻ là bước lên bậc cầu thang lên các cái sảnh của khách sạn ở phía bên trên nữa. Yuki rằng làm gì? Thấy Faye vừa đi vào sảnh xong, sảnh chính khách sạn xong. Em sẽ đi theo Faye. Vậy là tất cả mọi người đã đến gặp nhau ngoài sân khấu của mọi người. Văn sau cái cơn đau đầu thì vẫn đang hơi khó chịu. Có vẻ hôm nay hai lần rồi, mọi thứ nó cứ đến, cơn đau đầu cứ đến. Cậu ta vẫn không biết đó là gì. Quay sang mộng, chị có thuốc đau đầu không? Không, có vẻ em hơi uống hơi nhiều không chứ? Không không, tao hơi đau họng môi, mình đã cào hơi to. Mình, em có đem thuốc đau họng không? Đau đầu không? Mình mới anh Văn mình lục ở trong túi của mình ra, cầm mấy chục lọ thuốc ra, thuốc dị ứng, thuốc phấn hoa, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu đây đưa anh. Văn cầm lấy gật đầu cảm ơn, xong nó cũng lấy thuốc ra uống chứ. Một liều mệt thế nhỉ, có vẻ nên em nên nghĩ kỹ lại cái việc là nên ít uống rồi, đau đầu quá hai lần. Mày già rồi á. Có vẻ là nó không nuôi trẻ đâu. Mọi người lại đi nhậu mà không rủ em á. Em cũng muốn nhậu mà. Mày chưa đủ tuổi. Em đủ tuổi rồi mà. Em nhậu với sữa hả? Nãy em vừa mới uống một ly. Nãy em vừa mới uống cái ly của chú xong đó. Hồi nãy đau đầu không nhớ chứ lần này thì nhớ rồi. Về nhà cứ phạt đi nhá. Về nhà cứ cấm túc trong phòng đi nhá. Ok, không biết cái đó là hình phạt hay là gì đó, phần thưởng nữa. Nhưng mà Faye, giờ Faye quay lại đúng không? Faye quay trở lại rồi, đang kéo mọi người ra một cái chỗ rồi đấy mà khuất mắt của những cái tên áo đỏ kia. UK vẫn đang đi đằng sau Faye. Đến rồi hả? UK nè. Đến rồi hả? Chào mọi người, hôm nay buổi tang lễ diễn ra rất... Định bảo là rất tuyệt vời nhưng mà có vẻ không ổn lắm. Hôm nay buổi tang lễ diễn ra rất thuận lợi. Có cô mà, không thuận lợi sao được. Ôi đúng thế, mà tiện thể thì nhóm mình có đang hành động thuận lợi không? Đôi chút thuận lợi khi mà thông tin đã được Faye lấy được khá rồi. Đã biết Faye lấy thông tin chưa? Mẹ. Miệng chú Văn thì nói có nhưng mà đầu thằng mình thì lắc nha. Lúc này thì
Phây bảo là vẫn ổn ổn, sau đấy là cầm lại cái, tức là cầm cái dây của mình nhắn Minh cả. Như cả vẫn còn chắc, vẫn ổn, vẫn ổn. Sao Yuki quay ra cả của sao Minh nó bị cột dây ấy. Không sao, sao nó chưa nhảy là một sự thật lại đấy. Sao nó lại nhảy. Hồi nãy ở trong văn phòng xây dựng, lúc mà tìm kiếm bản đồ của cái tòa lâu, cái khách sạn này thì nó hỏi là giờ em nhảy xuống thì nó có xuống nhanh hơn không? Nên mọi người đang cố gắng giữ nó lại. Nhảy thử đi bé, nhảy đi, nhảy cho biết. Yuki đi ra vỗ vai mình, Yuki bảo là chị biết là em rất là muốn học hỏi và thử nghiệm những kiến thức trong sách vở, nhưng mà em có thể dùng vật thí nghiệm mà, đừng dùng bản thân như vật thí nghiệm như vậy. Vậy là chị Yuki sẽ nhảy giùm em đúng không? Phải cái dây nữa này. Phải cái dây. Ây da. Ây da. Sao mày tuyển hai này vậy? Ta tuyển thằng Minh còn mày, còn chị, em tuyển thằng Minh còn chị tuyển Yuki mà chị quên nè. Anh nhá. Chị rủ mà. Chị rất là thích cái tại sao này. Đầu tiên là tuyển Minh này, giờ tuyển Yuki để đề phòng Minh có vấn đề gì ấy. Tao tôi thấy đây là hai vấn đề lớn rồi đó. Bọn nó sẽ kéo mặt cả nói thật kiểu, hè hôm đấy tao say tao nói bừa thôi, nó đến thật. Tao đéo hiểu, đừng trách tao. Em cũng không hiểu. Tao mời cô đi, tao mời sao lại. Thế nãy Phê có tìm được thông tin gì không? À ừ. Sai, đúng rồi. Thế là Yuki. Thế sáng nay thì cậu đã làm được gì rồi? Ngoài cái việc... wait, cho mình delay vài giây. Cậu Bách, bất tiếng lên. Chuyện là mình đang vướng một cái vụ cũng hơi căng một tí. Đợt gần đây là có một cái ông bạn của anh Văn ấy đang điều tra về một cái đấy. Yuki biết gì chưa? Về cái bọn giáo hội mà kỳ lạ gì đấy. Mấy cái bọn giáo hội đấy kinh khủng lắm. Ui, còn nói giáo hội nào ấy, bây giờ nhiều giáo hội lắm. Ở đấy, tôi cũng chưa biết là giáo hội gì cả. Mới sáng nay mới nghe tin từ anh Văn xong. Thì mình phải điều tra về cái bọn đang kiểu đang làm loạn ở bên tàu Cất Lít này. Mà hình như là có liên quan đến hai cái băng đảng, mà hai băng đảng lớn đang quánh nhau ở trong khu mình ấy. Tàu Cất Lít ấy, có nhớ không? Đấy, bao nhiêu người chết vì đó đấy. Không biết là mấy cái những người mà... Người quen nên nhưng mà không biết còn là người không của cậu ấy. Cậu có trong nằm trong số đấy không? Hả? Ý tôi là những cái người mà cô làm đám tang cho ấy, thì không biết là có dính líu gì đến những cái bọn đấy không? Sáng nay thì mình phải trung chuyên tâm vào cái đám tang đấy, thế nên là cũng không có nhiều cơ hội để giao lưu. Với lại cả ở đấy không hiểu sao hôm nay có nhiều trẻ con lắm. Mình thấy nó thật là kỳ lạ. Nó cũng làm cho mình nhớ lại một số kỷ niệm ngày xưa ấy, nhưng mà nó không hay ho gì, nên là mà cậu điều tra thông tin về nhóm đấy như thế nào rồi, nó có đặc điểm nhận dạng gì không? Vừa nãy mình thấy cậu đứng cùng với cả hai đứa mặc giống y hệt cậu ấy. Phải lúc ấy phủi phủi áo cái thì cái Mino Illusion biến mất, áo trở thành màu xanh cũ. Học thật à? Đổ tay. Thế mày đổi màu tóc tao được không? Ôi. Nhưng nó có thể mà đổi màu ấy thì lúc mà tôi cũng phải kiểu cầm tóc của chị ấy kiểu rồi. Tội trẻ con à, băng lịch phi à. Đấy thì lần đây thì tôi cũng mới biết được là không biết là có phải không nhá, mà đoán đến 90% rồi, vì chắc chắn là bọn cô bé còn ngăn đỏ rồi kia thì đấy, next không chắc là không phải đâu. Đấy, nhưng mà có hai hội mà mình đang tình nghi có liên quan đến hai cái đến những cái tên gọi đến những cái tên nói đây, hai cái hội mình đang kiểu muốn điều tra. Hội nhất là hội những cô bé quá khăn đỏ, và mình và chị Mộng đã gọi là gần như chắc chắn là không phải. Đó, chắc không phải đâu, nhưng mà nhỡ đâu người ta lừa mình thì sao? Đôi mắt của tôi có thể nhận ra được những cái lời nói dối, thì khá chắc là mà nếu như mà người ta lừa mình ấy thì người ta phải có kiểu rất giỏi. Còn trường hợp thứ hai là cái bọn áo đỏ kia thì tối nay 6 giờ tối bọn chúng sẽ tụ tập ở bên trên bàn tay của tượng đồ thần
ở đấy tôi biết đã biết được nguyên là bọn chúng sẽ có một phù hợp ở đấy thì mình sẽ tìm cách nào sneaky ra để mình nghe ngóng xong là bọn nó định làm gì, what clip của chúng ta. Trong lúc mọi người tay. Trong lúc mọi người tán dóc và hỏi chuyện về sáng nay của nhau thì cho ai là người mà phù hợp để dễ nhìn thấy các thứ ta để perception. Rồi cho Văn, cho Văn thư từ khỏi mắt thấy hai cái thanh niên mà vừa nãy Phay nói chuyện cùng đang đi cùng nhau ra về cái hướng lên bên trên của bức tượng. Đi nó cũng hơi ngoái nhìn xung quanh tí xem là có ai đang để ý không. Mọi người thì hiện tại đang ở trong cái sảnh chính, là thấy được nó đi ở cái cầu thang bên ngoài phần bức tượng qua cửa sổ. Văn có thể thấy. Văn sẽ hút vào vai chị Mộng, không đánh mắt về phía hai thanh niên đó. Đi theo thôi, em lại theo ạ. Hello. Lèn theo. Giữ chị Mộng bình tĩnh. Chị định đi một mình hay sao? Chị có định plan được chưa? Chị định solo cái công việc này? Có thám hiểm? Nhớ chị có vấn đề gì thì sao? Hay là chúng ta... Ở trong cái sơ đồ phòng em biết cái phòng lên phía trên đấy có kiểu vẫn còn các phòng các thứ đúng không? Nó trước là nhìn vào trong cái sơ đồ đấy em thấy cái đường mà lên trên cái cánh tay đấy nó có vẻ là đi đằng sau một phòng của một căn hộ. Tao về phòng. Chị cứ đi, tụi em sẽ cách đi theo sau, được nó. Em muốn sneak theo, tức là sẽ giữ một khoảng cách nhất định, xong rồi giả vờ vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh các thứ như một vị khách du lịch. Ok, vậy thì cái này là cái chưa chắc chắn thành công hay không, chúng ta lăn. Vâng. Đường hiện tại có 3 chấm vào sneak, tùy muốn dùng effort không, nếu mà ai muốn đi cùng hỗ trợ thế nào. Tùy. Anh đọc đi anh, độ hiệu quả, độ rủi ro. À, ừ anh quên. Anh quên đấy. Ủa khoảng cái ad của em những tính đúng không? Tại vì ở trong ngày. À đúng rồi, cái ad của thằng Minh. Độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro cũng trung bình. Không hẳn. Rồi, trung bình. Có ai Minh hôm nay ngưỡng mộ ai vậy bé? Vẫn chưa hết ngày mà, vẫn là mộng mà. À, không, okay, xong session, trong session. Cái này nó là việc của Meta. Session này ngưỡng mộ ai? À, không ngưỡng mộ chị Mộng, nó tự được cánh sân đi chị. Không phải vợ, chúng ta tạm biết thôi ạ. Đời chỉ cần biết thôi. Nè, không sao, effort của mình sẽ hồi mà. Em thêm một effort lên 4 đến 6 nhé. Em, mời. 2, 3, 4, 3. Có 4, 4 là vẫn thành công. Nhưng mà có cái vấn đề phụ gì đấy. Khi mà đi theo hai thanh niên này, Mộng có nhìn thấy được cái chỗ căn phòng mà bọn nó đến. Có vẻ như đúng là cái căn phòng mà mình đã nhìn thấy trên bản đồ. Nhưng mà khi mà nhìn thấy bọn nó đến đấy thì có vẻ là có vài người đi qua lại và chạm vào Mộng, nói ầm ầm đằng sau. Bọn nó ngoái lại một cái. Làm gì mà một người khác đang đi đằng sau và dừng chạm vào Mộng thì người đấy bảo làm gì mà đi đứng cuối này, tôi đang phải bê đồ cái thứ suýt đập vào đấy. Nó sẽ kiểu cậu biết tôn trọng người già chưa, tôi thích bị đi đệm. Tôi xin lỗi. Chị đi đang bê cái hòm to ho rồi sổ vỗ ra. Làm thế nào để tránh ra một tí, không phải lát nữa ngã thì thiệt cả đôi bên. Người ta đã nhìn cậu đi giữa đường, tôi đã nép vào tường này rồi, cậu muốn tôi đi như nào nữa? Tôi lắm nhá. Trời ơi, người trẻ tuổi đầu. Sở ba là bảo đi. Khi mà Mộng quay ra nhìn lại, hai thanh niên kia đã không còn ở trong hành lang nữa rồi. Ok. Em biết được cái phòng đấy được rồi đúng không? À, quay người đi về thôi. À, thôi cái đệm em vẫn phải đi cúi diễn cho tốt. Diễn là đốt. diễn đốt. Thôi bị điên vị. Mộng đã trở lại với chỗ mọi người. Có thông tin gì không chị? Mà nó chui vô cái phòng kia kìa, chỉ vào bản đồ. Đó, phòng đó. Tức là nó ở mọi đấy. Người kiểu cái bản đồ xịn xò quá nhỉ. Ở đấy nhiều bản đồ lắm. Ý là bản đồ này cũng xịn nhưng mà có nhiều cái bản đồ xịn hơn.
Ok chị nhé. Hà Minh nó về được Yuki vừa mới thở ra câu bản đồ đẹp quá, Hà Minh nó cười xong rồi cô Mộng thả ra câu đó lại buồn đi. Thằng Văn nó sẽ nói với mọi người là tôi cần một cái chỗ nào đó thật sự đủ im lặng để tôi dùng một thứ. Em muốn dùng gây. Thì thuê phòng đi, cậu rong à. Tiền chung mà chị. Thì mày thuê đi. Tại vì trước đó em đã cầm tay đưa tiền đợt trước rồi nhưng mà đợt đó là nó không nhận tiền. Yeah. After you touch someone's skin again, you can break contact, you can see through their eyes and experience the sensation and ambient emotional state. Though you can do little but observe, they are aware of your presence. They are not aware of your presence. The effect can be used until the end of the scene. Oh, okay. Rất tiện. Cái lúc mà cái này thì hiện tại là ở cái level của mình có thể dùng đến khi hết cảnh. Rồi anh sẽ cho cái thông tin này. Lúc mà hai đứa đấy đứng trước cửa phòng, Văn vẫn có thể cảm nhận được và nhìn được qua từ mắt của nó có phần là hơi mờ và kiểu distorted một tí. Lúc mà bọn chúng nhìn về phía Mộng đang theo dõi ở trong cái hành lang đấy, bọn chúng nhăn mặt một cái, quay về cửa phòng. Cái mà Mộng không để ý thấy là cái khóa cửa đặc biệt của nó để vào trong này, và Văn đã nhìn thấy. Sao mày đéo nhìn từ đầu mắt tao đi à? Em quên vụ này. Vừa đau đầu sao? Đến lúc mà chị đi rồi thì em mới cảm nhận lại được. Xong đó chị đi mất tiêu rồi, em không gọi lại được. Tao biết vậy sao mày nên báo rồi. Chứ là thì quên thôi chị. Dấu hiệu. Tại vì báo hả chị? Ừ, báo. Ok. Mọi người muốn như thế nào? Muốn vào trong căn phòng đó luôn không? Bây giờ là tầm giờ? Khoảng 3 giờ chiều. Mày nói quá. Mỗi mọi người chưa ăn chưa dưới đang đi. À, có một đứa định ăn đây, em định ăn thịt nướng. Đi ăn thịt nướng đúng không mình? Ăn thịt nướng. Mày dám rủ á? Không được. Hôm nay mình có thèm ăn thịt nướng hả? Thịt nướng. Thịt nướng ngon không? Thịt nướng. Thôi cứ gọi cái gì ăn tạm đi. Tầm 6:30 chúng ta sẽ vào cái phòng đó. Tưởng 6:30 mình phải lên cái chỗ bàn tay chứ. 6 giờ chúng ta sẽ tiến vào phòng đó chứ. Mấy giờ đó tập trung bàn tay nhỉ? 6:30 theo như thế. Đúng không ta? 6 giờ. 6 giờ. Ồ, chị... 6 giờ. Vậy 5:30 là phải đi gì? 5:30 là phải có trong mặt trong phòng rồi. Mày thực sự ổn không? Biết mà mày uống rượu ít thôi. Thời gian gần đây hôm nay 2 cơn đau đầu. Em hơi dễ nhớ một con. May lúc ấy mọi người confirm lại để mình biết là mình không nhớ nhầm ấy, kiểu anh Văn nói xong mình có bị có chắc không? Một giọng trên cao 6 giờ. Bây giờ đã là 6 giờ. Đúng, bây giờ là 3 giờ. Bây giờ. Thế bây giờ đi ăn nhẹ nhẹ gì đi. Xong rồi trèo lên cái tay đi sau. Trèo lên cái tay đi trước chứ. Ừ. Nếu mà mình ở đấy từ đầu thì không phải lỗi của mình đúng không? Đúng, mình đấy từ đầu mà mình đang nắm cái cảnh nó tự lên mà. Anh nghĩ chúng ta sẽ bị đuổi xuống á. Bọn mày nếu nó không thấy mình nữa thì càng tốt. Ừ. Lại có cách nào để nó không thấy mình không? Mọi người có nghĩ đến việc là chúng ta sẽ bắt hai cái tên hồi nãy không? Không. Không. Mình là thám tử em. Mình là thám tử. Nha. Mình không phải là đầu đường xó chợ mình tú mình đập mình hỏi cung ha. Cảm ơn. Nhưng chị quên rằng anh Bảy đang hỗ trợ chúng ta. Ông Bảy hỗ trợ mình thì ông Bảy không thể nào tránh được cho mình vào tù được em. Không em. Nếu thật sự đây là một giáo phái liên quan đến tụi nó sẽ nhìn xung quanh quỷ nhỏ thì... Không em. Không. Mày là mình. Kệ mẹ mày. Ừ. Tao hẹn mày. Lúc khi nghe... Tao xuất vào tù rồi mày. Lúc khi Văn kiểu, nhưng mà Văn nói có lý mà. Không mày. Không. Đôi khi á, lời nói không được thì chúng ta sẽ cần vũ lực. Mình còn chưa thử nói nữa bé. Thế là ý anh là muốn nghe kiểu. Phải là người nãy Phay nói chuyện rồi đấy hả? Lúc nãy là... Tôi không hiểu rồi. Ban nãy là tôi cũng gọi là đi đêm một tí tôi lừa bọn nó một chút ấy. Chứ không phải là đến xong đến hỏi như là anh Ban lơ đầm đầm lên đầu. Ý không, ý là thế. Mà sao nó lên báo? Thôi, anh nghĩ... Sao vậy? Mấy cái con mà buổi tối đi tấn công người khác á. Tụi nó có đói bụng không ta? Có chứ, chú mỗi ngày. Nó đó nó mới tấn công. Nó tấn công để ăn chẳng hạn. Vậy thì tụi nó cũng phải có chỗ để ăn.
Nếu mọi người không nhớ thì ở dưới khu hải sản chị Mộng đã nói là có người đã mua 20 cân cá, cá hàng ngày có nghỉ dành cho chúng. Ê, wow. Anh ơi, cái thông tin đấy là lấy cá từ buổi sáng đúng không anh? Tối mà. Tối. Hay là tối? Tối. Thế bây giờ mình xuống đấy, mình lấy hết cá đi. Đúng không? Đúng là suy nghĩ của quý bà, những người đã tiêu hàng tiền vàng hàng nghìn đồng trong cuộc đời mình. Rồi là văn phòng mình sẽ ăn cá nguyên cả tuần đấy ạ. Cả tuần á, có chắc không? Thằng này có thể mang cá về phát cho cả xóm mà. Làm từ thiện đi. Chị ơi, okay, tiền lương tháng này của chị sao? Thì đây là tiền chung, mình dùng tiền chung mà, may rau mà. Sao mình không offer người ta rằng mình sẽ đi giao cá cho cái người bí ẩn đó với một mức giá thật rẻ rồi để bắt thằng đó cho lẹ. Con là shipper rồi. Người bí ẩn đến đây lấy cá bé ơi. Ai biết đâu, không lẽ cho nó ăn ngay tại chỗ đó. Nhưng mà hắn sẽ cầm cá lên mà. Tên đó sẽ cầm cá lên mà. Có vẻ sẽ khó. Mình đi theo nó thôi. Thế bây giờ hai thứ cần đi theo, một là cái bàn tay, hai là cái đứa mua cá à? Chắc phải chia nhau ra nhỉ. Ước gì biến được thành con cá hả? Nhìn sao vậy? Em phải gọi là được không? Làm ảo thuật đi. Cái đổi cái áo hồi nãy của cậu, em biết cậu làm con cá không? Ý là chạm, nó là chạm cả người mà đúng không? Làm sao thôi cũng phải. Wow, hóa ra phép màu, không phép màu đến thế. Tranh thủ đi ra cho lễ tân. Có thể biến đâu mới đi ra. Có được không anh Hiền? Em muốn ra nói chuyện với Lễ Tân. Em được, muốn ra nói chuyện với Lễ Tân. Được, anh chàng Half Elf. À, đây. Anh Lễ Tân ơi, cho em hỏi là nếu như bây giờ không biết là cái phòng cao nhất của khách sạn mình có cho thuê không nhỉ? Phòng cao nhất của sách sạn, phòng cao nhất của sách khách sạn mình là tầm chỗ đầu, gần đầu của hiện tại. Thế mọi người không xây lên trên bàn tay à? À, cái bàn tay đấy thì cũng làm cảnh đấy mà, có được xây đâu. Ồ, sao mọi người không xây lên nhỉ? Ở trên trển chắc chắn sẽ có rất là nhiều người muốn được nằm ở vị trí mà chúa chạm vào, thần chạm vào mà. Có thể cũng là một ý hay. Chắc là để có gì tôi báo cho bên quản trị. Mà cái đường lên trên trển thì chỉ có một đường thôi hả? Đường lên bên trên thì có một đường thôi. Ở xung quanh khách sạn là có một cái cầu thang nó đi vào vòng lên trên đó. Vậy còn đường xuống thì cũng chỉ có hai đường thôi nhỉ? Đi xuống cầu thang hoặc là nhảy xuống? Vậy là một. Khách sạn chúng tôi không bảo đảm sự an toàn ở việc nhảy xuống ạ. Nhưng mà cũng có rất nhiều... Nhưng mà xung quanh cầu thang luôn luôn có những cái lan can để bảo vệ quý khách. À, mà bên đó mình có kiểu sao ta đóng cửa vào buổi tối hay không? Hay là kiểu em muốn lên khi nào cũng được? Khách sạn của mình thì vì là khách sạn chủ yếu cho người du lịch nên là cũng mở 24/24 để có thể là những người đi du lịch ngắm cảnh, đi chơi trong thành phố hoa lệ chúng ta phải hơi muộn chút. À, cảm ơn anh. Có gì mà Lễ Tân của mình thì mở tới mấy giờ nhỉ? Em sợ không biết hôm nay em có ngủ lại đây hay không nữa. Em thấy có đường em ngủ ngoài đường quá nên có gì em đặt trước một phòng. Ban lễ tân của chúng tôi thì vì khách sạn mở 24/24 nên là cũng luôn luôn có người trực ạ. Được rồi. Cô Mộng có kéo dây lại chưa vậy? Cô ơi kéo tới lúc mà nghe tiếng việc nó bảo nó nhảy. Ok. Anh dễ nói với mấy câu cuối. Luôn luôn có người trực ạ. Thế kiểu giật cái thì nó biết là máy không có nhảy được hay. Chứ không phải là kéo lại. Mình bây giờ phải gửi đi kiểu Michael Jackson ấy. Kiểu vừa nói rồi người không được lùi. Cái anh chàng Half Elf Lễ Tân này cũng có hỏi không biết là những người kia có đang làm phiền mà anh không, tại sao phải có dây này ạ, hay là chúng ta đang trong tình huống cosplay này ạ? Tình huống cosplay nào đấy thì cái này chỉ là phong cách thời trang mới ở một thành phố nào đó giấu tên thôi. Không có gì đâu. Thằng này lớn rồi bạn ạ. Nó dối không biết ngượng rồi. Thằng này tôi lạ lắm rồi. Nó không còn như hồi đầu nữa chị. Nhưng mà đây là tốt mà. Nó ngửi nha. Kỹ năng cần thiết á. Vậy mình có đi lên không? Nó mở 24/24 mà khu đó còn là public domain nữa nên lên thôi. Mày không đuổi mình xuống được. Em đói chứ. Nhưng mà bắt được nó xong rồi ăn thì nó là cái đứa duy nhất được ăn. Trong cái nhóm này
em còn cũng đói thiện, chứ. Thiện clarify một cái nhé. Đấy, người lễ tân bảo là không có phòng nào ở phần cái tay đấy, mà đấy cũng không phải là chỗ để đi lên đi xuống. Khoan, từ từ. Nếu ở đó thằng Minh chưa nói vụ không có phòng thì là đúc đích lên đây đúng không? Chỉ nói là chỗ đó người ta lên được thôi. Này, mọi người có nghĩ thật sự là hai tên kia nó thật không? Nếu là một nơi công cộng thì làm sao chúng học mặt đó? Anh ơi, ở khách sạn chúng mình không có đường lên cánh tay đâu ạ. Anh lễ thần anh mới đầu ra, không có đường lên cánh tay đâu ạ. Bên trên đấy cũng không phải là public domain hay là sân thượng gì đâu ạ. Cái phần của cánh tay ở khách sạn không. Cái cầu thang cho em luôn. Cái cầu thang là nó lên đến các phòng trong khách sạn ạ. À, cái tới được lên trên trển. Xin các bạn hãy cẩn thận nếu mà leo trèo vừa bãi mà trên cánh tay đấy ngã là khách sạn xin không nhận trách nhiệm ạ. Sao đấy, nó không ngã được có dây rồi anh ơi. Ok. Vâng, nhìn sang mộng. Em thật sự nghĩ là không cho nó đi lấy thông tin đó chị ạ. À, tức là không thuộc quyền khách sạn. Thế thì trèo lên thôi. Được nhảy xuống à? Ừ, không. Chứ nếu như chúng ta đã có nếu chúng ta có một kế hoạch đột nhập vào thì chúng ta cũng phải có kế hoạch tẩu thoát chứ. Thật ra nếu bọn nó lên được thì tại sao mình không lên được? Và nếu mà nó xuống được thì tại sao mình không xuống được? Nhưng mà quan trọng nó lên bằng đường nào chị? Đường tím mà nó lên nó lên rồi nó gặp mình thì cô Mộng nghĩ nó tụi nó không đuổi mình xuống theo cái đường mà con nói hả? À, bọn nó gặp mày thôi, bọn nó sẽ gặp được cái đó. Bằng quay sang Yuki, cô có muốn đi đến cái phòng hồi nãy với tôi không? Nói nhỏ xuống. Phòng hồi nãy là cái phòng mà mấy đứa middle kia đi lên với cả bà mẫu á hả? Đúng rồi. Ok, tôi sẽ bảo vệ cho chú Văn bằng cả tính mạng của mình. Chú cứ tin là nhỏ tôi. Thôi, nói nhỏ. Hey, yeah. Mày nói cái chứ, yeah. Đi thành nhau ấy. Nắm tay Yuki kiểu, yeah, cố lên. À, trước khi chú Văn đi thì đưa chú Văn quyển sách của mình nè, sách spellbook của nó. Nếu như chú có chạy thì để cái này lại nha. Hả? Để lại phòng đó hả? Ừ. Ok. Giờ chúng ta ăn gì đó đi, rồi bắt đầu hành động nè. Không phải thì nữa. Ăn ở tại đây luôn đi. Yuki có thể ăn cái gì hôm nay rằm hay gì mà cô Mộng. Hôm nay rằm hay gì mà cô Mộng muốn ăn chay. Tao muốn ăn thịt mày. À, chị Mộng ơi, cái miếng băng keo rồi chị Mộng. Nhưng mà em muốn ăn thịt nướng. Đi. Tại sao chúng ta lại không ăn thịt nướng nhỉ? Nướng ngon mà, Yuki nhỉ? Ừ đúng rồi, thịt nướng ngon mà. Văn sẽ vỗ vai Phay, kéo Phay ra đằng sau một xíu. Cẩn thận. Ừ, tôi đang nghĩ là có số 5 với số 3 thì số này đẹp hơn đấy. Hồi trước số 3 thì nó khá là đẹp ấy. Bây giờ nó lúc lên 5 rồi nó đỡ đẹp đi một tí. Hay muốn đi ăn thịt nướng giơ tay nào. Đã bấm bấm lại cầm hai cái tay máy mẹ lại quẹp thôi đấy. Đi về. Mày giờ từ giờ châu mày nhịn. Mày ra ngoài mà ăn thịt nướng cả đời đó tao. Đừng có về nhà ăn cơm nữa. Như kinh kìa, quá không hiểu kìa. Nhưng mà thịt nướng vẫn ngon thiệt mà. Đi. Mà đi luôn, mà đừng về. Đi luôn đi. Mọi action lật tay xuống nhỉ. Rồi, chúng ta sẽ time skip một tẹo. Mọi người đã ăn uống ở trong khách sạn xong xuôi cùng với một vài cái tay có thể gãy hoặc không. Đồ ăn ở trong khách sạn này thì giá nó cũng hơi chát một tí. Ăn uống thì cảm thấy nó cũng bình bình, không hẳn là quá ngon, đúng là cái kiểu khách sạn cho tourist, người du lịch, mà đồ uống thì cũng ổn, vẻ là nhập đàng hoàng, kiểu là làm màu cũng được. Không ngon tao đâu. Thôi đấy, đồ của chị là nhất đấy. Bắt đầu Phay đặt cái cốc rượu mình xuống dưới và cốc bẩn lửa đấy, không uống nữa. Em không thể nào chịu nổi được cái hương vị của những thứ đồ ăn như này. Thời gian ngoài Phay đã ăn rất là nhiều nhưng mà hiện tại là tầm khoảng 4 giờ chiều. Ok, giờ ăn trưa mọi người hơi lệch, mọi người ăn tiếp tục vào gì?
Vậy tạm thời thì Phi và Mộng hai người có thể đi xuống dưới cái quán hải sản để chờ cái tên mua cá được. Tôi lên trên bàn tay. Con hải sản làm gì? Các cậu đi đây. Xuống bằng múa. Phi, cậu muốn đi không? Chắc tôi sẽ... Ôi thì tôi muốn lên trên cái bàn tay đấy. Nhưng mà chỉ tiếc là tôi chưa biết cách. Nếu mà tôi có thể ở trên đó ấy, thì tôi nghĩ rằng là tôi có thể kiểu hòa nhập cộng đồng ấy khi bọn nó đến ấy. Nhưng mà cái con người mà sắp trang 8 như tôi thì không đủ sức khỏe đấy, phải ít nhất phải như chị Yuki này và sờ vào những cơ bắp tấm chắc của Yuki Kaze bép đấy. Thì tôi lên xong tôi buộc dây, tôi kéo cô lên nhé. Rồi chị có nghĩ đến việc hai người cùng cắm hậu xuống không chị? Vỗ tay của đừng chị Mộng đấy, đúng là toàn những người gọi là người con gái đáng tin ở trong cái đội hình này. Ô không, bà Mộng xem có 12 thôi. Giáp hút. Thế là đủ rồi. Rồi. Thế là đúng rồi á. Sẽ quay qua Yuki. Nhà tang lễ dạo này có đông ông Yuki. Tôi đoán là xíu nữa nguy cơ thì có thể vay cái. Anh Văn ạ, cái việc mà nhà tang lễ có đông hay không ý, thì cái việc mà nó đông thì cái water deep này sẽ có vấn đề ai. Lịch dạo này có vẻ ổn không chị chứ, ổn không chứ, tôi thấy nhóm mình leo kiểu này là dễ đi hai lắm. Sao chết sao được mày sao? Ý anh là chúng ta nên đặt trước với lại cả bên đấy hả? Không sao, bởi vì hôm nọ tôi vừa mới nói chuyện với Pekan, cái con bé đấy nó rất hầu hởi, nó ra nó có tôi, nó bảo là cái dạo này em đang có chương trình giảm giá cho hội mấy người thích mạo hiểm này, cứ mua một hòm tặng một hòm. Tâm thật. Tao không lấy cái hòm tặng, tao là hòm mua. Lúc đó chị làm gì biết được. Tao hiện hồn tá mày cả đời được lắm. Vậy thì ai ở trên rồi ai ở dưới? Em muốn đi xuống mua cá. Tại em nghĩ em đi lên trên thì mọi người sẽ không thả cái dây ra để em nhảy xuống đâu. Em sẽ không được đi xuống mua cá đâu. Tại vì anh và Yuki sẽ, chú và Yuki sẽ đi vào cái phòng hồi nãy. Giật lại quyển sách. Bây giờ em đi xuống mua cá được rồi mà. Có sách phép rồi lo cái gì nữa. Từ từ nhá, thế bây giờ tôi lên trên bàn tay một mình. Ai đi với cậu, cô Faye đi với thằng Minh đi, chứ không chết đấy. Mình là một người theo thằng Minh, của mình người theo con Yuki đúng rồi gì nữa. nghe cũng hợp lý đấy. Đúng là người có kinh nghiệm có khác. Tôi mới vào nghề chưa lâu được, chị phải hỏi nhiều quá. Vì lên trên bàn tay tôi chỉ đứng nghe thôi, không làm gì đâu. Đưa dây cho Phay. Dây nè. Đây. Thằng Văn cầm quặn dây đấy, không còn một quặn nữa này. Sau khi mà đưa cái gì nhỉ, Phay cầm cái quặn dây nói với lại cả người của mình, Yuki Dan, vỗ vai mình, lại bảo là thật sự cái thí nghiệm này nó quan trọng với em thế à? Nếu như mà em thật sự muốn làm cái thí nghiệm này thì chị có thể tình nguyện, nhưng mà giúp em nhảy từ tầng 2 của biệt thự nhà mình xuống nha. Lúc đấy thì chị vẫn lay on hand lên chính bản thân mình chị được. Thế nên là em có thể để cái thí nghiệm này xong, ok nha. Chị sẽ ủng hộ em hết mình. Nó mở sổ ra xong kiểu ghi lại để mà nhớ. Nhớ nhé, Yuki nhảy từ lầu 2 xuống. Yuki bảo không chết đâu. Đâu, cái gì ạ? Yuki quay ra nhìn Văn mà lần. Trong trường hợp tệ nhất thì anh đỡ cho em một tí nhất cleric của team mình nhá. Cô đừng lo. Mình chuẩn bị cấm túc cả tháng rồi. Ê, nhưng mà sao sai nhỉ? Tại sao không phải là Clay đi với Yuki và Minh đi với Văn, chứ hai thằng cơ bắp đi với nhau, hai thằng nhìn như cậu muốn đi với nhau thì để ăn gì? Chị có nghĩ là vào trong phòng đó sẽ cần tới nắm đấm hai vẫn tốt hơn, còn ở dưới thì chỉ là xem đi theo người đánh cá, đi theo người mua cá thôi mà, thì đâu cần đến sức lực. Nói cho mày không, nếu mà cả, nếu thằng Minh không, em quên mất đó là thằng Minh. Không, trường hợp là sao?
Trong trường hợp gì Phi ơi? Không biết, nó chỉ dừng lại ở đấy thôi. Quá nhiều trường hợp. Trong trường hợp ta nên bắt đầu suy nghĩ. Nhiều quá, kể không hết. Mà dài. Tâm mệt ghê. Tại vì em cần đi vào căn phòng đó. Ở đây em thấy chúng có một cách gõ cửa khá là lạ, nên em nghĩ em sẽ phải làm theo chúng. Thế thì mình vào phòng cùng đi, còn Yuki đi mua cá. Mọi người để mình đi mua cá hơn mình thôi đấy hả? Đi mua cá cũng phải hả? Còn mình trong phòng nhỡ đâu có nhiều thứ kiến thức hay ho thì sao, bé thì bé không đi, đúng không? Tại chú Văn, tại nếu như mà em đi với chú Văn với Yuki thì Phi phải đi bắt cái thằng kia một mình. Lỡ Phi bắt xong rồi Phi lấy cá về xong Phi ăn hết thì sao? Em cũng mong cá chứ bộ. Sao lại thế? Không, thôi. Thứ nhất Phi không đi một mình. Thứ hai, Phi không ăn cá. Và thứ ba là Phi không gắn hết 20 cân cá một mình. Tính sao? Cô làm sao biết được? Tôi ăn 20 cân cá đấy á. Ôi không, điều gì? How? Why? Phi mà ăn hết 20 cân cá đó thì cô ấy sẽ biết thành con cá mà. Ô nhưng mà vừa nãy là Phi nói đó là cách biến thành cá hả? Con cá nè. Why? Human, why? Nó đã không? À đến mỗi tao nếu như mà chị nó có mỗi tao thôi chị, nếu chị nó có xảy ra em cũng mua đó xem nữa. À thôi, Phi kéo Yuki đi đi. À, tôi lôi thằng Minh đi vô. Trả dây cho tôi. Tôi nghĩ là tôi không nổi rồi. Tôi đầu hàng. Tôi nghĩ là đây là trường hợp tôi thể làm rồi. Để kéo mình thử luôn. Đi mua cá, đi mua cá nào. Chị không ăn một mình đâu. Chúng, có gì thì chúng ta là đồng tòng phạm với nhau thôi. Được chưa? Wow. Cá thì ăn như thế nào ngon nhất nhỉ? Cá xương hay là nướng? Đi này Yuki. Yuki coi em ạ. Một bút sashimi nha. Tiếng cuối cùng mọi người có thể nghe được từ mình là sashimi, sashimi. Ừ thôi, mình nhanh nhanh đi được theo tí rồi. Đi bộ cẩn thận. Đi đây. Ok. Biến mất trong bóng đêm. Sau khi chúng ta đã bàn bạc xong xuôi, cuối cùng là Faye và Minh đi xuống nữa. Rồi. Đúng. Văn và Yuki lên phòng. Còn Mộng đi đâu? Lên bàn tay anh. Cái bàn tay ấy, có thể là từ nãy giờ cách anh nói chưa rõ ràng lắm. Và cái bản đồ mà Mộng nhìn được, đường lên bàn tay là ở bên trong cái tay, không phải là đường cầu thang bên ngoài cái tay. À vâng, vâng, vâng. Bởi vì em có cái lớp này này, anh cứ để em ở đây là được. Em lên kiểu gì em không biết. Em ở đấy, em ở đấy rồi. Em tự nhiên em lên. Đến okay. Là dây tép lên. Ok, sau khi chúng ta đã kể xong xuôi toàn bộ cảnh rồi, chúng ta sẽ cho Mộng montage tôi đã ở đây như thế nào. Đúng. Con hiểu đấy, con hiểu biết đi. Các bạn đã thấy tình huống này đúng không? Các bạn chắc hẳn cũng đang thắc mắc là tại sao tôi lại ở trong cảnh này. Tôi không biết. Câu chuyện là rồi, ok. Và Thiện vẫn sẽ miêu tả lại cho kỹ để cho nó không có cái nào sai sót giữa truyền đạt giữa người dẫn và người chơi. Cái bàn tay đấy là không phải là nơi kiểu public của khách sạn. Cái thiết kế mà Mộng thấy có vẻ là một cái thiết kế kín, bí mật, không phải nhiều người biết. Và cái thiết kế này là như Thiện vừa nói, đi bên trong cái ống tay để mò lên chỗ cái bàn tay đấy, không phải đứng trên bàn tay đâu, có vẻ là có cái không gian trong cái bàn tay đấy của bức tượng, nó rất là to. Ok, vậy thì chúng ta đi mua cá trước đi. Yuki và Minh xuống tầng. Xuống làm gì? Faye và Minh. Faye và Minh. Yuki và Minh hơi căng nha. Đấy. Mọi người khóc đấy. Người khóc là mọi người. Không phải Yuki và Minh. Faye và Minh. Đúng vậy. Faye dắt Minh đi xuống dưới. Giữ rất chặt bàn tay của cậu bé đấy. Hàng cá nó đâu nhỉ? Hàng cá nó ở cách xa cái khách sạn không nhỉ? Nó ở bên dưới sảnh. À không phải, sorry. Ở dưới quảng trường ngay bên dưới bức tượng.
cách khoảng 10-20 mét. Cho mình hỏi một chút là cái những cái cái này là xem một effort. Thế thì Faye sẽ xuống và tiếp tục Mino Illusion đổi cởi cái áo khoác ra này, buộc vào trên bụng này và làm cho cái bộ quần áo của mình trông nó đổi lại màu đỏ đi. Linh sẽ đổi lại màu đỏ rồi đi ra hàng cá. Mình có đang đi cùng không hay là Faye đi riêng à, bảo mình đứng đợi rồi ra riêng à? Faye sẽ dắt mình theo cùng, rõ ràng là phải để ngoài dễ hơn nhưng không thể làm thế được. Mình nó cầm cái cọng dây xong mà nó cột vô trong một cây cột xong nó kiểu em sẽ đứng đây rồi. Ở đây nhá. Mình sẽ đứng đây đúng không? Em chạm vào tay được mình và em sẽ biết được mình có nói dối hay không. Em nhìn mặt thấy mặt không. Mình có nói dối không? Không đúng không? Ok, tin. Không ạ. Tin. Em đứng đây phải không? Mình đứng yên. Rồi. Đứng đây. một con bướm bay qua mình muốn đuổi theo nhưng mà cũng phải đứng yên. Mọi người đi qua đến một thằng lại cột cho một cột. Để vô gia cư. Thỉnh thoảng lại thấy có người đi ra trong đồng xu. Thành con. Faye sẽ anyway, Faye sẽ bước vào và phải xem ai là cái người bán hàng ở đây. Trong đúng hàng mà đây có hai người bán hàng, Angelacy, vậy là hai chị em. Quan ta có hai. Bán hải sản vậy được. Hai chị em song sinh hay là chị em thôi? Chị em. Em có ngó vô được không? Em bị cột ở ngoài mà em có ngó vô được. À, được. Cái trong cái gian hải sản này có vẻ là hai cái chị em bán hàng này ngoài việc bán còn thêm mấy cái làm kiểu tung hứng các con cá để thu hút khách du lịch xung quanh. Em sẽ cột mình ở bên trong cửa hàng nhá, nhưng mà ở một cái góc đấy cho làm sao cho mình vẫn ở nhìn được nhưng mà nó ở ngoài cái chỗ mà bị mọi người nhìn vào ấy, ngoài cái spotlight một tí. Ok. Em có vị trí nào như vậy? Trong góc. Để cho mình có thể gọi là tận hưởng cái không khí trong các cá như nào. Anyway, thì em sẽ xem. Hai người đang biểu diễn đúng không? Đúng rồi. Có những người ta mua cá ở đấy không? Có những người đang mua không? Thì có. Mình muốn biết, cho mình nói một nốt, mình muốn biết là người ta mua cá theo kiểu gì để mình làm theo ấy, kiểu vậy. Thì ta thấy hai người đang biểu diễn thì không biết là người ta sẽ kiểu gọn bới lên hay là người ta kiểu sẽ ta có hai chị em đấy sẽ thay nhau một người biểu diễn và một người bán hàng. Thế mình đến gặp cái người đang bán hàng đi. Ôi, hôm nay biểu diễn cũng đẹp thế nhở? Mấy nhiêu? Đẹp như mấy trình độ mấy cô qua mấy ngày vừa rồi không giảm tí nào cả. Đáng lẽ là cô phải đi lên những cái vùng gọi là cao cấp hơn, những con chỗ quý tộc hơn, những cái thành phố, những cái khu mà bán cho ở những cái vị quan chức vương giả đấy chứ, mãi ở cái khu bán cho mấy cái người khách du lịch này. Đúng rồi, chị quá khen. Thế bọn em thì làm ở đây cũng lâu lâu rồi nên là ở đây cũng có nhiều khách hay thích là mua cá ở đây. Nếu mà đi làm cho quan chức thế thì làm sao ai mà có nguồn cá cho cái chợ lớn nhà mình nữa. Nhưng mà rất cảm ơn chị. Faye mới kiểu ở hơi che mặt và giảm ở đấy. Đúng thế, bây giờ là nếu mà lên trên kia mà làm thì ai bán cá đánh được cho tụi tôi một ngày hàng mấy chục cân nữa. Mấy chục cân có phải chị là cái người mà hay đến đây vào tầm tối mua không? Ủa nhưng mà em thấy sau nay chị đến sớm thế. À không, hôm nay là business cá nhân, mình lại mua cho quay sang chỉ cho cái mình kỷ cho mình đấy, mua cho bọn nô lệ đấy. Nên là mình mua lại cá rẻ tiền hơn quả cá đẻo thôi, chứ mình không mua cá xịn, không mua cá phượng lớn, mua cho mấy đứa nhỏ thôi đấy. Thế cái chỗ cá mà cần tối nay mình cũng chuẩn bị đến lấy một số lượng lớn ấy, thì mọi người đã chuẩn bị xong chưa nhỉ? Cũng có
À, chuẩn bị rồi ạ. À, bọn em là chuẩn bị hàng ngày đều chuẩn bị cho chị hết mà. Có thể cho mình gọi là xem qua một tí đâu, xem số lượng đã đủ chưa ấy. Vì là tối nay nó là một cái sự kiện rất là quan trọng ấy. Đấy, nó quan trọng hơn những buổi khác nên là có một vài vị bên trên xuống gọi là đi thanh tra, đi gặp bọn tôi. Đấy, những cái người cao cấp hơn. Nên là tôi muốn là chất lượng hôm nay phải tốt nhất trong tất cả những cái này. Mà mọi người bán cho tôi. Đấy, tôi có thể đi và kiểm tra một chút được không? À, được ạ. Vậy thì chị đợi một chút nhá, để em bảo chị nhà em trông hàng một tí, rồi mình ra chỗ phía bên trong ở quán để em chỉ cho cái chỗ cá em chuẩn bị cho bên chị ạ. Và cái cô bán hàng này, cô bán hàng Genesee này dẫn Faye vào bên trong khi mà đã chuẩn bị vài cái thúng cá rất là to. Ở đấy thì Faye có biết được nó là cá gì không? Và giá cả nó như nào không? Có nghĩa là thưởng thức có biết được không hay là mình phải hỏi? Tùy flavor của người chơi. Phải biết không? Không biết thì hỏi. Hoặc là biết đi, sống 40 năm rồi chưa đi chợ lần nào thì hơi đần đấy. Ok. Đây là loại cá khá tầm thường. Vẻ là không phải kiểu fancy. Chỗ đấy tất cả đống đấy thì ước lượng khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Hiện có thể nói là khá nhiều hoặc là nhiều. Về cơ bản mình có mua được không ấy? Cái này Thiện cần hỏi những người có kinh nghiệm mua cá ngoài đời. Hai mươi cân cá là khoảng bao nhiêu tiền? 20 cân cá à? 20 cân. 20 cân à? Rơi vào khoảng cả đâu ấy? Rơi khoảng 3-4 triệu. Đúng rồi. 3-4 triệu đến 20 ký á. Đến khoảng 20 ký. Nếu mà cá mới câu xong khoảng 10 triệu. Mà thật ra nếu mà mua ký lớn như thế mà mua số lượng cá bình thường ngoài chợ là chỉ triệu hơn triệu rồi. 2 triệu. Cá đẻo nữa. Cá đẻo 2 triệu. Cá đẻo 2 triệu. Sao bé? Mẹ mua cá mọi người mua mắc á. Cá bây giờ cá tầm thường chứ ngoài chợ cỡ cá ba sa mua về ăn ráng lên có 60.000 ký. Đấy. Cũng có 1.2 triệu cùng. Triệu không? 800-850. Thì nhưng trong cá rẻ nhất thì sẽ tầm 1-2 triệu thì vẫn tính là rẻ. Ok. Vậy thì tổng chỗ đấy khoảng rồi một ngày điều là 10 đồng. Ừ. 10 giây. 5. 5. 5. 5 à? Anh Thiện ơi. Ơi. Trong lúc Faye đi vô trong đó em có thể học cách tung hướng cá của chị còn lại không? Em muốn học như thế nào? Hướng cá. Em muốn học như nhìn thế nào? Và học. À, nhìn và nhìn học. Nhìn và học. Ok. Vâng. Ta đi đi. Được. Em có cần roll không anh? Em chỉ cần roll khi thử. Nhà mà mình chuẩn bị nào... bao giờ thử. em có thể lấy đồ trong túi để em tập thử không? Được em. Ok. Em lấy mấy lọ thuốc mà nãy... Study. Study để học tung hứng. Hiệu quả thấp. Rủi ro cao. Nhà mình sắp mở đập xiếc rồi chị. Mình về cái đập xiếc. Wow. Sau khi mà thử tung hứng sau một vài lần trong cái quá trình mà Faye nói chuyện thì có vẻ là cũng tung được rồi, cho tung được 3 món đồ. Rất là mỹ mãn. Tùng được 3 món đồ. Được như vậy. Sắp bỏ đập xiếc rồi. Trông vẫn hơi loạn choạng nhưng mà tung được, hứng được. Mời Faye tiếp tục. Vậy đấy chỉ là flavor và chúng ta sẽ biết hậu quả của nó sau. Ok, em Faye nhìn cái đồng cá đấy và là chất lượng vẫn như mọi khi nhỉ. Tốt đấy. Có gì tầm một lát nữa thì tôi sẽ quay lại tôi lấy đồ lấy hàng nhá. Đấy, còn lại thì đây mình có cá nướng bán sẵn không, một suất nhỏ nhỏ rồi đấy thì mua cho ngửa ngửa ra nhìn bên bên ngoài đấy, mua. Được ạ, cá nướng bán sẵn thì suất sẽ là đây khu vực chợ 3 bạc. Cái này cái số tiền khá inconsequential thì cho vào cái số tiền chi tiêu hàng ngày cái đấy thì
Phây sẽ lấy một phần mình lấy một phần cá đấy. Thế chuẩn bị cho mình một phần đi, rồi là lát nữa mình quay lại mình lấy cái mấy chục cân cá sau. Ok, để em chuẩn bị ngay cho chị ạ. Cái người này sau khi mà show cho Phây xong thì hai người lại quay lại chỗ gian hàng và hai chị em lại tiếp tục thay phiên nhau, một cái tông khớm, một cái bán hàng cũng có thể là làm một phần suất cho mình ăn. Sau khi nhận được cái phần cá đấy thì Phây sẽ cầm và ra và tháo cái cột, dây cột cho Minh, dúi cho Minh một miếng cá là ấy ngoan lắm, đợi đây. Chị Phây ơi, Phây thấy như thế. Ôi, mới học được trò gì mà hay vậy. Em mới học đúng hơn sau nha chị, mà nhưng mà quảng trường là chị sẽ đưa mày theo biểu diễn này. Em có cái kế này nhưng mà nó không có nhân đạo lắm. Chị có lòng muốn nghe thì em nói. Có, chị cũng có một cái kế mà cũng không nhân đạo lắm, cần anh Văn ở đây. Em nói trước đi. Thì chị giỏi với cái trò mà làm cho người ta không chết đúng không? Không chết nhưng mà kiểu nhưng mà kiểu đi ngủ một giấc thật là dài tới ngày mai. Không, chị không có trò đấy. Thế à, em cũng không có trò đó. Bình thường họ thì có người ta cười vỗ. Thế thì chắc cũng được. Tại vì cái cách để mà, tại vì tụi mình đang kiểu stick out mà đúng không chị, kiểu đang canh cái thằng đó mà, thì tụi mình phải có một cái gì đó undercover. Sao mình không giả dạng thành hai chị chủ tiệm? Mình giả dạng thì hai chị chủ tiệm xong rồi mình đứng ở đâu ấy? Thì mình phải làm cho hai người đó có công việc khác ngoài đứng tiệm. Cái phần không nhân đạo đó nằm ở đó. Chị thì nghĩ là cái phần không nhân đạo mà đối với mấy cái thằng đi mua cá hơn. Sao mình không nhờ anh Văn làm tác động vật lý thì đến bọn chúng rồi nào? Mình đem cá đến giả cho cái hội bên kia là xong. Chị có cái thể là giả dạng người khác ấy. Em cũng có khả năng đó đấy vậy. Thì chúng ta có hai người. Yay. Không ai biết chúng ta là ai cả. Đấy, giả sử tí nữa bọn nó có hai đứa đến mua chẳng hạn, thì mình có hai người là đẹp, chắc phải hai đứa một cá như mình thôi. Ai mới cân chứ mà. Đây, nghe. Nếu tụi nó đến ba đứa thì sao chị? Thì thì mình quýnh nó luôn. Thì đi ba về hai, nó không sao đâu. Đặc tán con nó. Anh Văn, cái trường hợp đấy thì anh Văn lo được lúc đấy. Đúng rồi, em cũng nghĩ chú Văn sẽ lo được hết. Đúng thế, đội trưởng cơ mà. Mình chỉ nghĩ đến đoạn vừa vừa thôi. Những cái trường khó quá ấy, để cho lãnh đạo là xử lý hợp lý hơn. Văn khắc xì. Cảm luôn. Yuki quay đang à? Ủa sao không Văn? Không biết nữa. Hình như nhậu nhiều quá nên đã hơi cảm luôn rồi. Nhưng mà em chỉ lo rằng là việc mình gặp hai người đó, hai cái người không nhân đạo đó sẽ gây ảnh hưởng tới những người dân xung quanh. Nên em mới nghĩ đến cái tình huống là cho hai người dân xung quanh đi ngủ một giấc thật ngon rồi mình làm việc đó. 6 giây thôi, không sao đâu. Nói Văn ở đây thì xin mọi thứ chỉ trong 6 giây thôi. Còn cả du kinh nữa, ấy thấy không, cơ bắp quần quận của chị thấy không? Nhưng lỡ chú Giang xuống không kịp thì sao? Chú Giang lên trên trển mà, không lẽ bây giờ chú Văn nhảy xuống? Nếu mà nhảy xuống thì có đứng xuống kịp không? Không, chú Văn nặng khoảng 70 mấy ký, da tóc rơi xuống là 9,83, rơi xuống bao nhiêu đó. Thân mình lại từ điển mới cập nhật từ đấy, không có từ nhảy xuống. Kiến thức phổ thông bây giờ thay đổi rồi. Bây giờ nhá, lúc mà chị cũng biết đấy là còn lâu bọn nó mới đến đây để lấy cá, bây giờ chạy về gọi anh Văn lên đứng anh đây vẫn còn kịp, không sao đâu, chiều tối nó mới đến. Bây giờ mình nhìn đồng hồ, em cứ để bắt đầu mình ra là khoảng 4 giờ luôn, để chạy xuống 15-20 phút nữa mình ra thế kịp giờ lên không anh có ơi, gần cái cửa, gần cái cửa ra vào của cái tiệm á, nó có một cái vị trí nào mà kiểu để đồ trang trí gì nhiều mà kiểu có thể nhìn ra được cái cửa ấy? Kiểu như một cái quầy mà kiểu khi mà vô trong siêu thị người ta sẽ có một cái quầy ở trên đó có một đống đồ trưng bày á, thì trong này có không? Đây là một, à, là một cái góc nào đó mà có thể hàng cá kiểu pop up thôi hả? Có okay. Có rồi, chúng ta cho là một cái
gian hàng ở trước một cái nhà. Vậy thì em đặt cái quyển sách của em, cái quyển spellbook của em lên trên cái kệ cửa sổ hay kệ hoa gì đó để mà nó có thể nhìn ra được cái hướng mà mấy chị đó bán cá, để mà thấy được ai tới ai đi. Ok. Rồi em mới đi. Ok, quyển sách được đặt ở đấy. Set up camera cái thứ. Em mới nhìn được qua quyển sách như kiểu mà cái find familiar đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em phải dùng nè. Nhưng mà em chưa dùng, tại một ngày có dùng được con lần. Ok. Rồi, và mọi người lại trong biển cho cái quyển sách cho nó giống sách trong tiệm cá. Ok, được. Công thức nấu cá trang trí. Công thức nấu cá. Xong rồi mọi người lại quay lên tìm Văn đúng không? Tìm sếp. Văn nghe đâu đó lấy thấy bài liên hoa ở đây. Ok, thôi không vấn đề gì. Trong cái giai đoạn chuẩn bị mọi người lại tìm được Văn đang chuẩn bị bước lên trên nhưng mà chưa đi. Cần hỏi gì? Ủa, hai người lên rồi hả? Sao không đứng dưới đó đợi khi người mua cá đi? Chú không nghĩ rằng là có hai đứa đứng chờ chồng đợi một thằng nào đó nhìn nó không có xuống hả? Ở dưới đó có quán nước mà có. Rồi hai cái đứa ngồi uống nước từ 6 giờ chiều, 4 giờ chiều cho tới 12 giờ đêm không kỳ hả? Cùng lắm chỉ đến 6-7 giờ thôi chứ. Ai biết được, lỡ cái thằng đó cho mấy chị bán cá đeo cây thì sao? Thì cái tầm lúc đó thì lên báo cũng được mà, chứ đâu cần phải lên lúc nãy. Mà mình lên báo cái gì ấy nhỉ Phi? Đây em quên. Để tôi giải thích cho trẻ con, trẻ người non dạng đã không tập trung vấn đề. Đấy. À khoan đã, cho mình hỏi một chút, đấy là Phi bây giờ đã Yuki giờ đang đứng ở đâu nhỉ? Đang đứng cùng với Văn. Thế là nãy giờ tôi xuống đây nói chuyện các thứ dậy lên hai người đang làm gì trong thời gian đấy rồi? Thật sự là chúng tôi chuẩn bị đi rồi đó, thì hai người đi lên. Mọi người hành động quá nhanh. Xin lỗi, tới giờ cầu nguyện. Ok. Đấy thì là đi cái đứa lại cầu nhận đang ngay. Có lý do. Bây giờ thì bọn tôi chuẩn bị một chuyện như thế nào. Ở đây giữ cái chợ cá, mà chợ cá là cái chỗ mà nó phức tạp ấy. Nó phức tạp hơn khi mà có một gọi là tà giáo như ở đây nữa. Mà ở trên chợ cá đấy có mỗi một cái cô gái chân yếu tay mềm, với lại một cái cậu nhóc, với một cái đứa nhóc tính mạng của mình còn chưa tự quyết định được. Ở đây tôi cảm thấy là không yên tâm lắm, chỉ mà cần sự giúp đỡ của những cái người gọi là rồi tại sao hồi nãy tôi chia người là cậu với Phay đi coi cá thì cậu lại lôi nó đi? Tôi không biết nữa, đường này đôi đẩy thế nào thôi. Tôi lại đi ra cá đấy, đổi lại vẫn kịp. Câu chuyện là tôi biết là chiều nay tầm khoảng một lát nữa thì cái bọn của cái giáo hội đấy sẽ đến lấy cá. Mà bọn con cá rẻ lắm. Thực ra mình có thể chấn điện của nó nhỉ? Không ra, sao ta? Lấy mấy con cá đấy có 200 cân cá thì bọn sẽ đến muộn. Mà tôi và mình đều có thể là biến thành một người trong đồng đấy, miễn là chỉ cần có mặt nhìn mặt bọn nó là được. Ý tôi là thế, cậu hiểu không? Okay. Để làm sao cũng được. Tôi hiểu rồi, nhưng mà giờ quan trọng là làm sao chúng ta biết được khi nào chúng tới? Đứng cầu uống trà, như anh nói. Uống nước trà. Tôi cần đi lên trong phòng kia nên hai người xuống đó coi trước đi. Tôi và Yuki cần phải lên trong phòng. Đây là như này à? Đổi vai à? Đây là... Ok. Cậu định cho Yuki đi với mình hả? Không, thôi tôi chỉ đeo tay mềm làm được cái gì đâu. Thế có khi tôi mới văn xuống đấy đứng đợi trước nhé. Mấy người tham làm nhanh lên nhé. Thì hảo là bọn nó xuống bọn lấy cá trước, bọn tôi không handle được đâu. Đợi mọi người ở cái hàng cá nhé. Giờ là cậu với mình sẽ đi xuống dưới lại đúng không? Ừ. Ok. Đến đây còn là bàn kế hoạch thôi. Còn anh thì tôi tin vào cái khả năng gọi là sắp xếp kế hoạch của anh mà. Làm sao mà nhanh chắc ra được. Tôi biết anh phải đến đúng một cái lúc bọn nó xuất hiện. Chúng tôi sẽ xuống sớm thôi. Đi thôi Yuki, chúng ta nhanh lên. Ok nha. Vậy đi kế thôi. Hoạch là gì? Vẫn là Fay và Minh xuống dưới đợi mua cá. Đúng rồi, Văn còn... và Yuki đi lên.
Văn Đức Yên làm gì đấy, sau đấy xuống thật nhanh để mà đấm hai cái thằng, mấy cái thằng đến mua cá. Ý là thế. Ok. Rồi. Làm một bất tỉnh. Văn và Yuki, chúng ta quay sang mọi người. Đi lấy trên cái chỗ đấy, đúng như chỗ mà Mộng chỉ. Đến đúng cái cuối hành lang, cái căn phòng mà hai tên kia lúc trước đã ở trước đấy. Văn tiến lại gõ cửa theo cái cách hồi nãy đã xem được. Tục 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 tục. Xong đấy, cửa nó hé ra một tí. Một người nội độ tròn đỏ nhìn ra. Mọi người đang mặc gì? Mặc đồ bình thường thôi. Hả? Sao không mặc đồ giáo hội? Có một chút việc nên đồ gặp chút vấn đề. Yeah. Hôm nay đến sớm đấy nhỉ? Học giờ mới vào. Vào nhanh lên. Có mấy cái bộ thừa treo mặc áo kìa. Văn sẽ ló sang hai bên xong rồi từ từ đẩy cửa kéo Yuki vào. Tôi đã gặp mọi người gì ở bên chi nhánh nào? Chúng tôi mới được chuyển tới đây à. Ok đấy. Mấy cái áo đấy mặc xong nhớ trả lại nhá, mấy cái áo không phải áo chùa đâu. Không sao khi kết thúc chúng tôi sẽ trả lại đồ cho mọi người. Văn sẽ lấy hai cái áo đưa cho Yuki, cái mình cái phát lên. Mày chọn cái nào đẹp đẹp một tí. Có một màu thôi. Một màu một kiểu thôi, đừng lựa chọn. Một màu một kiểu freestyle, đặt lô dây Shopee nên coi như đó. Cái tên mà ngồi ở chỗ cửa này, ngó mọi người cái. Nếu mà từ chi nhánh khác không biết thì vào trong phòng ngủ bên trong, rồi đằng sau kệ sách ấy. Đấy. Phải okay. Đi cầu thang lên một tí. Chúng tôi cảm ơn. Văn vẫn sẽ làm theo cái chỉ dẫn. Đi theo Văn, vẫn đề phòng xung quanh. Trong căn hộ này, trong thì không có ai khác ngoài tên đang ngồi ở cửa cả. Khi mà vào bên trong thì có một tên khác, có vẻ là đang ngồi trên ghế, hất cầm cái chỉ về phía kệ sách đấy. Hắn bảo là đấy, quyển sách nhô ra kìa, kéo ra đi. Mọi người kéo quyển sách ra. Kệ sách nó dịch sao về đấy ạ. À, công nghệ mới ấy, trước là phải đẩy tay. Thành điện kia đấy, đi vào đây nhé. Sao tôi cũng đã quen tác động chân tay rồi. Công nghệ này tốt hơn ở dưới tụi tôi. Đâu phải đi lên. Khi mọi người đi vào đằng sau bức tường này, thấy có một cái hành lang rất nhỏ, đi phải hơi nghiêng người một chút. Có vẻ như cái bản đồ mà Mộng chỉ lúc trước, đây là cái đường đi từ vai cái bức tường lên cái bức tay, cái tay trên đó. Khi mà lên phải có một số đoạn lên cầu thang, bước cầu thang, cũng có một số đoạn phải trèo cầu thang dọc. Mọi người đến, không sau khi bị trèo cầu thang xong, đến một căn phòng. Trong căn phòng này thì khi mà mở cái cửa sập đi lên nhìn bên trong, có một hai người khác đang quét dọn trong đấy, cũng mặc áo của cái áo choàng đỏ này, của cái hội này. Ở giữa căn phòng có một tượng khá to, cao đến tận trần nhà. Bức tượng này là của với hình dáng một người thế nào nhỉ? Miêu tả là khá điển trai, đứng hai tay chống nạnh, sau lưng có một bộ cánh xải rất dài sang hai bên. Cánh trông như cánh rơi. Trên đầu có hai bộ sừng, ở tổng bốn cái sừng. Bên cạnh đấy cũng có một số căn phòng khác để có thể là sinh hoạt, như là chỗ có một phòng bên cạnh để một vài cái đồ ăn, một phòng như kiểu phòng vệ sinh, và cũng có thêm cái cầu thang để trèo lên trên tí nữa. Văn nó sẽ quay sang Yuki. Chúng ta tạm thời cứ đây đi, vào cái khu vực phòng ăn trước cái đây. Ok, dù sao chúng ta vừa ăn xong. Mộng có muốn ở đây không?
kể từ anh tí em chưa dậy, chưa em chưa mò đường em mò đang leo leo lên đang đang bên ngoài ở ở dưới người ta nhìn lên wow mộng leo lên một giọt mồ hôi chảy xuống gió thổi giọt mồ hôi bay đi càng thẳng thôi leo không được bảo hiểm luôn mà. Văn và Yuki có muốn làm gì ở đấy? Có một cái đường đi lên trên nữa đúng không anh? Có một cầu thang đi lên trên nữa, cầu thang trèo lên trên. Văn sẽ quay qua Yuki hỏi là cô muốn đi lên trên thêm không? Ôi thật ra là cái tượng xú xú kia ấy, không biết là kiểu mình có cách nào để gợi nhớ trong trí nhớ là trong sách vở của cái này nó có thuộc trực tiếp vào tôn giáo hay là quốc gia gì đó không? Có. Mọi người có thể không? Yeah, lăn cho tiện một cái gì đấy để nhớ. Mọi người định lăn cái gì? Kỹ năng nào? Nguyễn Ly Dân, xin lỗi, không có. Không có, chúng ta study. Không có study. Không có study luôn. Không có study. Cái đứa có study thì đang đứng ở dưới bán cá. Rồi, không có thì lăn cho thiện. Disadvantage. D6, 2D6, disadvantage. Yuki sẽ cố gắng nhớ lại cái này để mình kể cho mọi người. Correct này. Ý trời rồi. Ở Paladin nào? Rồi đó. Hai lần. Một lần ở cái quan sát của đường cũng ra đát bộ khi check lên trên. Ôi đúng rồi, đây là ý trời. 2D6 lấy kiến thấp hơn. Chị mở xin lỗi mọi người chứ em được trả thứ cho ra khỏi đây là do học không được mọi người. Sakura có dùng, có biết dùng Abre trên Discord không? Lan 2D6 em có, ok ạ. Cô Rick và Paladin nhìn nhau, nhìn bức tượng, nhìn nhau. Trong cái này hay nhở Văn nhỉ? Trong cái này nó phải làm với lại cả cái văn phòng của mình, nhưng mình nên có một cái như thế để co. Chắc lúc mà tôi lấy được cơ. Không biết nói gì. Trông nó ít nhất mọi người nhìn ra là trông nó như một con quỷ. Đẹp nhỉ? Chắc là trang trí. Đồ trang trí này đẹp quá. Sau một giây awkward, một thanh niên đang quét bên dưới nhìn lên kìa vào sao không cúi chào cái đấy. Bạn mới giật mình xong đi tới tiến lại phía trước bức tượng xong bắt đầu chắp tay cúi chào. Okay, cũng như thế. Rồi ấy mình đưa từ chi nhánh vào mà không chào. Xin lỗi, tại vì tôi đang bị choáng ngợp bởi cái độ to lớn bức tượng cái ở dưới khu tôi. Bức tượng nó nhỏ hơn này nhiều lắm nên rồi mấy anh quên. Sao biết được ở đây cái tỷ lệ nó là 1:1 đó, ở nhà bọn em chỉ có 1/16 nó như thế này, ngày nào cũng cứ nhìn cái như này xong rồi là chào á, nên là to quá không nhận ra. Bình thường có được đến gần như này đâu. Hôm nay có phải cái bọn mà hôm nay chi nhánh từ quê lên không? Đúng rồi, đúng rồi. Ấy thấy tượng và thể tượng của ngài bên này xịn không, làm là đúc cũng chi nhánh này cũng chả phải trả ối tiền lại. Thành viên khác bảo tiêu nghe tiêu cái gì tiêu sự tượng, cái tin niềm tin là nó phải ở từ tâm, nó không phải nhất thiết phải thể hiện ra nó to như thế này làm cái gì. Em thấy anh nói đúng á, chúng ta phải có niềm tin vào ngài. Đây thì không có gì làm mà đến sớm quá thì sang cái bên phòng bên cạnh có một ít đồ ăn ở đấy, ăn nhẹ nhàng trước, xong rồi đến khi mà mình có buổi họp xong thì chúng ta có ăn tối cùng nhau, lại em các chị nhánh giao lưu. Em thấy có cái đường đi lên á, đó là đường gì? Đấy là các cái văn phòng của sếp chi nhánh mình. Thì thôi
Em với bạn em qua bên kia ngồi đợi mọi người trước vậy. À, ok, đấy nhá. Ờ, có gì mà cố gắng chạy ra chạy vào ít ít tí để cho bên ngoài nó đỡ nhịp. À. Dạ rồi, dạ rồi, dạ. Dạ, Văn với lại Yuki, Văn sẽ kéo Yuki về cái chỗ ngồi ăn. Lại ăn nữa hả? Nên ăn. Nên ăn. Hôm nay là tôi ăn ngoài hơi nhớ, nhớ, nhớ đồ của chị Mậu quá. Đầu tiên là ăn cỗ ở bên bên đám tang. Anh biết đấy, cỗ đám tang nó cũng nhạt nhạt. Còn hôm nay ăn đồ của khách sạn nó cũng cứ nhạt nhạt. Không biết bây giờ thế nào, hy vọng là thịt nướng. Tôi không biết nữa, nhưng mà hình như chúng ta có quên gì không ta? Nó nhưng mà mình không nhớ thì chắc là không có quan trọng đâu, đi thôi. Ờ, không sao đâu, chúng ta có lại ngồi ăn trước nữa. Khi mà hai người rẽ vào cái căn phòng bên ăn đấy thì cái khẩu vị của Yuki cũng được làm nó spicy thêm một chút, nhưng mà cái này là không phải do đồ ăn. Mọi người nhìn sang thì thấy có một cái bức tường nó đầy bàn tay máu, cái một bức tường, một cái bức tường trắng, xong rồi các cái bàn tay máu ở trên đấy. Ồ ồ ồ, cái kiểu điểm danh này mới lại nhỉ, điểm cho thiệt lá. Vâng, nhìn xuống bàn tay mình, xong nhìn qua Yuki. Yuki, high five. Vậy là high five cái tường, có lấy máu ở đâu rồi high five không, hay là cứ high five thường nữa? Máu ở đâu ta? Hay là chạm tay vào từng cái bàn tay trên đấy gọi là high five cái tường thôi. Vâng, có nên lấy máu không ta? Yuki, cô sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đập tay hả? Ok nha. Shabat cái gì vậy? Shabat, Shabat, Shabat. Đập tay nhau hay đập vào bức tường à rồi? Nói xong, lưu cái đầu. Oh my god, tiện lên tưởng cái này. Chị Mậu có thấy được cái cảnh này không? Tao tin là tao thấy thôi. Tao đang ở nơi đấy trong không khí mà. Đây, đây, thiện thì đấy rồi. Hai phai nhau, hai phai bức tường vậy. Hai phai nhau, hai bức tường vậy. Hai phai nhau để lấy miếng máu của đúng rồi, cả hai. Anh thấy lấy máu từ đâu ra? Có ai có ai rạch hay cắt hay gì không? Có, mà nó sẽ, mà có con dao nhỏ trong được. Một tiếng đập tay vang rền cho căn phòng. Cái tay đã có một ít đỏ trên đấy. Xong rồi điểm danh cái à? Phải phải bức tường. Ôi. Mộng ở bên ngoài đang trèo thấy tường nó rung rung. Ê, tâm linh tâm thông quá nhở. Gì vậy? Tao thông tin. Ok. Sau khi mà mọi người high five cái tường, tay cái dấu tay của mọi người với máu đã được đặt trên bức tường đấy, cái dấu bàn tay máu của mọi người đã được đặt trên bức tường đấy, tự nhiên cảm giác trên người có một cái gì nó sảng khoái, nó khoan khoái hơn, cái không khí ngột ngạt trong này dường như dễ thở hơn một tí. Cái này hay, giờ mình nên làm một cái giống như thế này ở văn phòng á. Tôi gọi là lưng á. Chắc đem cái tường này về được mà. Và hai người có làm gì nữa không? Có đi ra ngoài không hay là ngồi đợi thôi? Để nhận trường cải. Ngồi một chập thì chắc thực nhớ đến cái việc đã hứa. Nên cả hai sẽ kéo nhau đi ra. Ok, lúc mà đi ra sẽ nghe một vài tiếng cằn nhằn một tí từ mấy người giữ cửa. Và làm gì mà đi ra đi vào, phải ở chợ đâu. Mọi người muốn... Chúng tôi cần đi ra ngoài để... cái tên tiếp tân hồi nãy có hứa lấy đồ cho bọn tôi, giờ phải đi xuống lấy. Hồi nhanh nhanh rồi nhá. Rồi, và bên dưới sau khi mà ngồi đợi một lúc thì có thấy một tên mà có choàng, bên dưới là Faye và Minh. Chúng ta lại time skip một tí cái đoạn ngồi đợi, có thể là cho Minh tiếp tục tập tung hứng.
Phê Minh sẽ thấy một thanh niên mặc áo choàng đỏ đi đến chỗ Bồ Cát. Hiện tại vẫn chưa thấy Văn đâu. Văn cùng Yuki đâu. Kéo kéo áo Phê. Một tên à? Cô bé mặc khăn đỏ. Nó đúng không? Có một đứa, có một đứa thôi đúng không? Ờ... Đúng rồi. Một đứa thì... Mình có tận hai người lận. Chắc là mình lo được. Được mà. Được mà. Tin em đi. Em cũng có cơ đó. Chồng lên không thấy mẹ. Phải là ừ chị cũng thế. Không đánh được. Như em vậy. Chúng ta sẽ không. Chúng ta sẽ đánh bại chúng bằng sức mạnh của tình bạn. Em tin là vậy. Đi thôi. Lúc này thì Phi sẽ kéo kéo Minh. Nhưng mà cứ bình tĩnh một tí nha. Tìm chỗ nào kín kín và xử lý. Chị cũng thực ra chị cũng tin em ấy. Em cũng thì em tin chị vậy nhưng mà chắc chắc một tí thì cũng không sao cả. Đấy. Em sẽ xem là nó đi từ khách sạn ra chỗ mình xem là thằng này đi từ khách sạn về đúng không? Ra cái chỗ có vẻ là nó đi từ chỗ khác đến không phải từ khách sạn. Trên tay cầm hai cái thúng to đùng, mỗi cái thúng đi khệnh nạnh chưa đến chỗ mua cá nhưng mà cầm cái thúng sẵn để chở cá. Ôi nó lấy cá rồi hỏng hết rồi. Từ chưa mà. À bây giờ nó mới tới để lấy thôi. Thùng chưa có cá đúng không? Chưa có cá. Chưa. Thùng trống. Ôi thế chưa hỏng còn nguyên. Em kéo Minh ra cái chỗ từ cái chỗ hàng cá đứng canh ở cửa. Chắc trong hàng cá đấy có lũi đã nghiên cứu và thấy là có địa điểm kín đáo một tí rồi đúng không? Đó. Đó. Ok. Kéo Minh ra đây. Đợi thằng đấy vào. Thì khi mà nó vừa bước vào hàng cá mà đến gần cái chỗ của em và Minh, của mình và Minh thì mình ho ra một cười. Mình cắt một cái mà tắt xác hai trao lao tầng. Ủa vậy còn hai chị em bán cá và những người mua cá thì sao? Ừ. Thì nó cười mà liên quan đến mình đâu. Mình à đúng rồi, cứ ngồi trong tiệm rồi. Kể chuyện cười cho nó nghe. Kể chuyện cười cho nó nghe à? Okay. Rồi, chúng ta chưa nhảy vào combat, chúng ta sẽ không lôi cái tờ thông số D&D ra, nhưng mà mọi người có khả năng đấy. Cứ lăn cho thiệm cái gì để tượng trưng ở bên icon, chạm về phù hợp. Chuyện nó mát lắm không chị? Chưa trong combat. Lăn chưa trong combat. Độ rủi ro, độ rủi ro, độ hiệu quả cao, độ hiệu quả cao. Đây là bắt đầu có dùng ma thuật với người khác. Ok. Khi mà thanh niên này đi vào đang đi nghe thấy một cái phong thanh gì đấy, câu chuyện cười ở nơi phương xa. Ok. Làm sao? Đằng sau một cái người chị em của cái hội Agency bán cá. Ủa anh ơi, anh sao đây anh? Đang lấy cá mà. Chạy ra là công hứng một tí. Ôi, người anh em lâu lắm không gặp, vui quá nhở, vỗ vai ra cái. ôi anh, em sẽ không, mình sẽ không nói gì người anh em đâu. Nói, ôi anh, ôi trời, anh lâu lắm không gặp. Vẫn là setup là một cái áo choàng đỏ nhá và đợi lộ cái cởi áo choàng ra để lộ khuôn mặt của mình. Để lộ mặt luôn. Con gái nhìn thấy đấy, nhìn đình Tram đấy, kéo nhưng mà đấy, kéo lại và đưa tay lên ôm lấy cái eo của người ta một cái như kiểu là mình là bay ở trên, mình phải thằng ok thì là thế. Thiện sẽ cho cái lăn xúc sắc vừa nãy nó tiếp tục nó theo luôn. Ông ý thấy phải lăn tiếp. Ủa thế đây là ai lấy cá vậy ạ? Hình như chị này lúc nãy cũng đến hỏi em cá đúng không? Xong anh này cũng đến lấy cá. Đưa tay em đúng rồi, lấy cá. Tí. Vậy là người Genesi chủ quán là đưa cái thùng cá và đổ vào cái thùng của anh này. Ai vẫn đang nửa tỉnh nửa
bạn choáng. Cá. chị. Người chủ quán thấy hơi lạ một tí nhưng mà ok. Hôm nay anh này vui hơn bình thường. Cá xong xuôi. Hai cái thùng cá của cái người này mang đến đã đầy. Suy nghĩ con sẽ làm gì? Mình out ra mình nói chuyện một tí. Ok. Bây giờ mình đang nghĩ là không cần phải đánh nó nữa ấy. Mình có thể chan nó đến chết. Mình đi vào tay trong tay với người ta luôn ấy kìa. Thế em lại đóng vai nô lệ. Biết làm sao ôi biết làm em có em có thể disguise self thành hai cái thằng mà hồi nãy làm chú văn đau đầu và đi theo mà thì sẽ cho rằng cái charm này nó có tác dụng đến thế là do phép thuật và nó cũng sẽ đến lúc đấy nó hết nha. Em disguise self nha. Em disguise theo là thành cái thằng đấy đúng không? Xong rồi ra bảo nói rằng là biết trước, cảnh báo tụi nó rằng là hành vi của mình đang bị quan sát đó, nên đi nhiều người cho nó an tâm. Mọi người có áo choàng đỏ không? Lúc mà disguise self là có một áo luôn mà anh. Ok ok. Ok thì thế thì áo choàng một chút cũng thế. Ý của Nghi là mình vẫn chưa hiểu ý Nghi lắm ấy. Là bây giờ đi theo cái thằng đó để mà đem cá tới cái chỗ nó cho mấy con kia ăn đúng không? Đấy là một trong những option ấy. Còn option nữa hả? Option là thay vì phải đi theo đấy ấy, thì đấm nó luôn ấy. Còn người dân xung quanh thì sao? Nhưng mà nó sẽ phát hiện ra mình đúng không? Thì trước khi nó phát hiện ra mình phải làm gì ấy? Thì ý là bây giờ mình cứ cải trang rồi mình đi theo nó, đến khi nào mà ra chỗ nào ít người dân thì mình đấm chết mẹ nó xong. Đấy, ý là đấy. Đấm đúng không? đấy, nên bây giờ disguise self dẫn nó ra chỗ vắng, vô hẻm vắng, đã nó chết. Ok, không có ý kiến gì cả. Thế thì nó lại ok. Câu chuyện nó lại ok. Ủa? Rồi bên nào mới là kéo tay? Tao tự nhiên lo các bạn ơi. Tao tự nhiên tao đang leo mà người tao run lẩy bẩy. Tao đang dùng người. Em trai trở lại nè. Chúng ta sẽ off screen đoạn này khi mà thanh niên này vẫn cười hờ hờ và bê hai cái thùng cá. Sau có vẻ là Fay và Minh chỉ nó vào một cái hẻm tối một chút. Chúng ta cắt cảnh đến Văn và Yuki đi xuống, thấy ở trong hẻm tối có hai người bạn mình đang đá cái gì đấy. mình cả quy quỹ sắp từ tàu lỗi. học nhiều cho lắm. Bằng tiếng lại với vẻ mặt hả làm. Ủa hai người đang làm gì? Nhiều chỉ đến gặp người thôi. Đánh nhau hả? Đánh đâu vậy? Đi vào đám đông. Yuki kìa. Ok, cái phim trong Yo-Yo á, có hai đứa đang đánh nhau thì Yuki vào đi. Từ. Thằng này ở đâu ra vậy? Nó là thằng mua cá. Rồi sao nó nằm ở đây rồi? Ban đầu định đò mọi người ấy, nhưng mà tự nhiên nhận ra là mình xử lý được. Tám cộng tôi là 16. thì ra là mọi người cũng đã không cần đến sự bảo vệ của tôi. Vậy tôi thấy thật là tự hào với mọi người. Bộ tay. Chú vào muốn xem sức mạnh của trí thức không? Nó cầm quyển sách lên kiểu Không. Mọi người có đánh nó chết không vậy? Đắc mạch, còn sống rồi. Tùy mọi người. Có chắc không vậy? Mà còn sống nhưng mà không bằng chết. Lay nó dậy. Dậy nó ơi, dậy. Nó dậy mình. Nó không dậy. Cho nó dậy, anh cho nó dậy cỡ một giây thôi. Dậy đi anh. Có cần mình làm phép cho nó một tí à? Nó tỉnh rồi đúng không? Nó tay với đó một cái lay on hand một điểm. Nó dậy đúng không? Đấm nó phải tim. Tỉnh mà chú. Ai biết được, lỡ nó là người xấu thì sao? Nếu mà đấm người xấu thì là có đâu có tội đâu. Ủa, nếu như nó là người tốt thì sao? No, chính nghĩa của tôi.
Tính ra là nó mới đi mua cá luôn á, nó chưa làm gì hết luôn á. Nhưng mà bây giờ nhá, thằng này coi như là nó không tồn tại nữa. Mà nó đây chỉ xem cạnh một người mình giống hệt, đúng không? Mình đi cái xeo thành thằng này đúng không? Đúng rồi. Đấy, chỉ xong đây, đây mới là nó này. Yuki à, lợn nã. Giờ thì gom đồ đi lên trên thôi. Cái thanh niên mang cá mới này trông giống hệt, không khác tí nào. Chỉ mỗi điều là khi mà cố xách thùng cá lên thấy hơi nặng. Yuki bảo là đây bây giờ này, chia nửa cá là Yuki cầm đỡ cho nha. không thôi chúng ta cầm đi. Có gì nói là gặp nhau dưới quầy đã tân là được rồi. Ok, và với như vậy là tất cả mọi người đã lên lại bên trên. Cái thanh niên giữ cửa bảo thanh niên cá đi đây rồi. Có nói gì với người khác không hay là lầm lì thôi, bê cá thôi. Thanh niên mua cá. Ok. Còn đây là ai? Nó chỉ vào Fay đi đằng sau. Sao lại có thêm người nữa à? Chúng tôi gặp họ dưới quầy lễ tân. Thấy cô ấy đi chung với lại thanh niên này nên đã đi chung lên. Chắc cũng là người quen. Fay bây giờ còn trông giống như cái lúc nói chuyện với hai thằng ở chỗ sảnh chính không? Hay là trông thế nào? Fay hiện là vẫn là Fay thôi. Mặc nhưng mà sẽ mặc trùm áo mũ lên nhìn cho nó nhìn nó không rõ mặt một chút. Nhưng mà áo vẫn màu đỏ tất nhiên. Ok. Vẫn đẹp bình thường, không có disguise, không có biến hình gì cả. Rồi. Vì là cũng có biến hình mất rồi. Cho sau khi mọi người đi vào bên trong, kéo quyển sách cái tủ đi vào trên lên cái tay và cuối cùng là đến trèo lên trên, trèo cầu thang lên trên, lại mọi người đều thấy quang cảnh mà Minh quên từ từ Văn và Yuki thấy lúc đấy, cả cái tựa người quen dọn có thêm vài người nữa và cái chỗ ăn có mấy cái tường mà ta vân tạ có dấu tay đỏ. Giờ em nhìn tượng Dempster đi được không? Được em, được em, không cần lăn, đấy là Asmodeus. Asmodeus. À, ok, không cần lăn, nhìn là biết. Trong khi đó, Paladin và Cleric. Quay nhìn hai người Paladin và Cleric kiểu, nãy giờ hai người thấy cái tượng này mà không biết cái tượng này là ai luôn hả? Đâu, chúng tôi biết cũng mà. Hay á. Chúng tôi chỉ biết về đạo của chúng tôi thôi. À, nhưng mà từ từ lại chào nó trước cái đấy. Đúng rồi, mọi người đều chào ấy. Lúc này em ở đây được rồi đấy ạ. Ok. Em đang trên một cái sừng, em mặc cái saddle cloth, cái áo trong bóng túi của mình. Em ngó xuống. Em ngồi trên cái tượng ấy à? Em ngồi trên đầu cái tượng, em không hiểu tại sao em lên được đến đấy, nhưng mà em ở trên cái sừng cái tượng, em kiểu em núp trong một góc ấy. Từ, anh sẽ thả lại nhá. Cái tượng trong nhà là cái tượng cao đến trần thôi. Cái tượng đồ thần là cái tượng và cả cái khách sạn. Em đang ở cái trên đầu trong cái nhà tượng. Ấy. Em ở cái tượng trong trên đầu cái tượng trong nhà. Là ai cũng thấy vậy. Đúng rồi, em bởi vì nó có bốn cái sừng đúng không? Thì em lại núp sau một cái sừng mà em không nghĩ sừng nó bé lên thế. Ok, em chắc không? Anh. Nhìn chung thì những người ở đây khá là tôn trọng cái tượng ấy. Em nghĩ là chị em muốn ngồi trên đầu cái tượng à? Em ở đâu đấy bởi vì em được chọn cái đấy là được hidden mà. Em đang trốn ở một góc ở đấy. Ok, rồi, ok. Ở trên đấy nhưng mà hiện tại chưa ai thấy. Rồi. Mời đường montage cho chúng ta. Hoặc là tôi ở đây. Tôi ở đây. Em không biết em lên kiểu gì. Chắc là lúc mà mọi người đi qua đi lại trên cái hành lang ấy, là tỉnh thoảng mọi người thấy mấy cái bóng đen kiểu đang bò hai tay hai chân trên tường không bò kiểu đấy. Điều kinh vậy. Nếu có khi cái nhà này mới có ma chứ không phải cái biệt thự mình có ma. Một lúc nào đấy nếu chúng ta ngước lên trần mình đem đều dòng tới đây rồi. Sẽ thấy bọng thế này. Hoặc là có một cái cầu thang bên trên lên trên đúng không? Thì thật ra em tính là từ cái đầu cái tượng thần xong em có thể qua được cái cầu thang, không phải cầu thang vẫn đi từ bên dưới đi lên cái phòng trên. Cái cầu thang lên cái phòng sếp đó. Ừ, đúng rồi. Thì là cái em đang tưởng tượng là cái cầu thang nó sẽ là một cái thang treo ấy. Thì nếu mà từ cái tượng thần nhảy sang cái thang treo nó sẽ dễ hơn là nhảy dưới đất lên. Lăn cho anh một cái đây sau.
tại vì việc đi qua phòng sếp nó là một cái khá quan trọng. Ok, chúng ta sẽ bảo là em đã đi một đường nào đấy mà chỉ có em biết khác, nhưng mà chưa qua được phòng sếp. Giữa hai bức tường có khe hở, tự chui từ đấy lên. Ok. Này, mọi người đang vừa mới lên phòng xong, xong rồi thấy Mộng ở phía sau, đi từ sau cái bức tượng ra, đang kiểu thả mình xuống, vừa mới cúi đầu chào bức tượng Asmodeus này. Vâng, thì tiếng Asmodeus. Vâng, tiếng lại chỗ chị Mộng cúi chào bức tượng xong sẽ hỏi nhỏ là chị đường nào lên đây gì? Tao không biết, tao đi một vòng cho tao vào đây, tao thấy bọn mày, tao nghĩ tao đến đúng rồi. Được, đúng rồi đấy, nhưng mà ghê nha, chị chưa bảo cho ăn đó. À, cho cái áo đi. Làm gì em đang mặc áo trắng đen. Cho cái áo đi, áo tao màu đen. Đâu ra ở đây mà có. Có rồi, ra sao? Chị kiếm chỗ nào lủi lủi vô đi, em đi kiếm áo cho. Rồi, chị lủi, em đã lủi về cái áo tròn của Asmus để có cái mình tốt sâu ít. Văn là một chuyến chạy xuống nhà, lại lấy cái tủ ra. Cái thanh niên ở ngồi gần cửa lại chửi câu nữa. Sắp hết stock rồi đấy. Bọn mày, mày cái chi nhánh bọn mày. Tự mang áo trắng. Xin lỗi rồi. Ở dưới có một cái hồi sáng nay đi lên dính đất nhiều quá. Nó không có tôn trọng được ngài, không tỏ ra sự tôn trọng ngài nên là tụi em muốn thay đổi mà. Thôi, nhanh nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Hình như thanh niên đấy lẩm bẩm, hình như lại cái chi nhánh quầy nó nữa cũng đến, sau hôm nay nhiều chi nhánh thế. Rồi, Đường đã có áo choàng đỏ, khuyên Mộng đã có áo choàng đỏ. Ok, lúc này là tầm mấy giờ rồi, đã bắt đầu cuộc họp chuẩn bị bắt đầu. Nếu mà cuộc họp bắt đầu thì em sẽ lại chui vào một góc nào đấy để không ai thấy em, xong em trèo lên phòng xếp. Ô chị ơi, chị lấy kéo đỏ chi chị? Em nhỡ đâu bị phát hiện, tâm hồn đi lại. Em có thể là bản phép xin phép trước khi cuộc họp bắt đầu cho em đi vệ sinh rồi. Em nhịn nãy giờ gần 2 tiếng rồi. Trời, ngoài đời, ngoài đời hay là... chúng ta sẽ nghỉ, chúng ta sẽ nghỉ 5 phút. Ngoài đời. Ôi trời. Em đã tính là em sẽ xuất hiện ở trong phòng sếp luôn á. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà đợi đến cảnh anh Thiện tặng đến phòng sếp với em mới xuất hiện thì nó hơi lâu. Ừ, cái đấy anh cũng đồng ý. Cái đoạn nha. Những anh nghĩ nếu mà em dùng khả năng này trong tương lai thì sẽ cho là cái nào mà mọi người không thể đến được hay thế nào đấy, hoặc là lúc mà em nhân vật của em đang ở chỗ khác không tự nhiên có mặt được. Chứ không nhất thiết phải bỏ nhân vật của em ra khỏi những cái cảnh trước đấy. Yep. Vì cảm thấy nó hơi suy nghĩ. Đúng rồi, tại vì tự nhiên vì một cái mà đáng ra mọi người vẫn đến được nhưng mà lại để nhân vật của em không ở trong cảnh nữa thì anh thấy không hay. Bởi vì em bị tưởng tượng là cái phòng đấy nó sẽ là một cái phòng khác, cái ở trên bàn tay sẽ là một cái khác và cái dưới chậu cá sẽ là một cái khác, thì em mới chia ba nhánh, em không biết là cái phòng đấy trên bàn tay. Ây da, tính ra hồi nãy là em nhắc chị ơi, chị Mộng à, chị không nhớ rồi. Nó bay khỏi não em, nó kiểu bù. Kiểu anh nghĩ cái khả năng đấy nó sẽ như thế này, là khi nào em vẫn đi theo mọi người bình thường, vẫn làm mọi thứ bình thường, nhưng mà bất kỳ khi nào anh tả một cảnh đấy không có em bảo em ở đây thế thôi, chứ không okay. không nhất thiết phải là chuẩn bị một đoạn dài mọi người như thế này thế kia, nhưng mà em thế này cảm thấy là Nếu thế thì em đang suy nghĩ là nếu mà trong cái khoảng thời gian là mọi người chạy đi chạy lại đấy thì em có được một mình đạp ở trên phòng xếp một vòng không, thì nó sẽ đỡ trống hơn trong cái khoảng đấy. Anh sẽ cho là em vẫn còn khả năng đấy, em chưa dùng khả năng đấy. Nhưng mà cái đoạn vừa rồi thì coi như là em đi cùng một team, một trong hai team thôi. Sẽ cho em được một cái đoạn về sau, em dùng khả năng đấy về sau. May quá, hồi nãy anh Thiện cho thằng kia mở cửa ra không hỏi mày là ai. Chứ không thôi là có đấm rồi. Trời. Bởi vì cái này của em thì nó vẫn nên đi lệ. Nghĩ mấy cái gọi là gì nhỉ? Mấy cái kỹ năng của em toàn sử dụng khi em đi lẻ thôi. Ví dụ như quả cộng 2 đai, cộng 1 đai khi đi lẻ này. Hoặc là tự hồi máu cho mình nhiều hơn khi đi lẻ này. Do cái nào nhỉ? Mà những cái này mình đều, anh nghĩ là đều có cách để vẫn chơi với mọi người được. Và cái đi lẻ mình sẽ cho là off screen. Là em đã đi lẻ rồi. Chứ không nhất thiết mình phải đem nó vào trong buổi chơi. Tại vì anh nghĩ trong một cái bàn chơi nhóm này, chơi cùng mọi người vẫn vui hơn.
trừ khi là có việc gì cực kỳ quan trọng liên quan đến một mình nhân vật mình không muốn ai biết cả. Ok. Rồi, tí nữa hồn à? Em đi lẹt rồi, em lên phòng xếp rồi. Phòng script. Được rồi, được. Mất dạy rồi, thôi được rồi. Mình thử phát cho biết cái nó sẽ làm gì ấy. Làm cái test từng skill một. Ok. Yeah, đoạn mà lúc nãy Nghi với Sài không ở đây thì hiện ông nói chuyện thêm với Đường là cảm giác cái đoạn mà Đường không có được trong các cảnh vừa rồi nó không hay, nó không hẳn là vui cho người chơi và mọi người khác cũng không được tương tác cùng, nên là cái khả năng đấy về sau thì Thiện và Đường đồng ý là không nhất thiết phải chuẩn bị một đoạn dài là Đường không Mộng không có ở đấy cùng mọi người, mà chỉ cần có một cảnh ở đấy Đường bảo Mộng ở đây thế là sao, thế là bỏ bùng chiếu đúng là rock có khác quan định. Sau đấy là mình sẽ chơi cái phần chơi lại của phần và Đường kể lại những gì mình đã làm đúng không? Không, cái đánh thường có thể flavor nhưng mà không nhất thiết. Không cần chơi lại. Không, có là trong test được. Tôi đã ở đây. Kiểu biết mấy cái montage trong phim đi cướp nhà băng cái thứ không? Kiểu... đúng rồi. Đấy, xong rồi lúc review ra ta có cái thẻ này, xong rồi quay lại nhạc rồi tôi đã đi đến đây rồi lên này đi bỏ lên đường thang máy xong rồi đến này quay lại cái thẻ đây. Ok, không ai hiểu gì nhưng mà có vẻ vui. Hiểu vậy đúng không? Ừ. Siêu ngầu. Tất cả những đoạn đấy muốn miêu tả ngầu thế nào từ từ, nhưng mà vẫn phải trong những cái thứ phù hợp với thế giới mà có thể miêu tả ngầu. Okay. Mọi người quay trở lại được không? Mình có thể tiếp tục. Khi mà mang cái chỗ cá lên đấy thì có người nói với anh mang cá là sao mày để ở đây làm gì, cái phòng mình lên mang lên trên đi nhanh lên. Tắt mất người ơi. Nghi ơi. Tắt cái mất ở trên Discord. Xin lỗi, tôi bị thiếu đăng. Mình mới nhìn cái lúc đó Phi vẫn còn đứng kế bên đúng không? Dạ. Mọi người đứng kế bên. Xin lỗi chứ. Nó mới đặt một cái thùng cá xuống xong nó choàng tay qua Phi kéo vào. Thông cảm, mới đi với lại nháy mắt qua Phi nên hơi lơ đễnh xíu, phía trên là đường nào nhỉ? Với lại đằng nào cũng cần hai người xách lên mà. Hơi uống hơi quá chén, không là nổi. Ủa, hôm nay mày yếu thế, bình thường mày vẫn sẽ bê cả hai thúng mà. Ô gái ở đây cho người ta phụ, đằng nào trên giường cũng cầm cương thì xuống giường cũng phụ chứ. Không phải mặt sợ hết nha, cái này phát sóng nha. Hồi nãy Phi nói được mà em không được nói. Được mà. Không sao cả, em thấy mình đều tích o. Trời ơi, đúng không? Văn sẽ tiến lại xách hai cái thầu, hai cái chậu. Để thôi, bình tĩnh. Phi kéo lại tiếp tục ôm eo của Nghi của Minh kéo lại anh thông cảm, hôm qua mà em làm phiền anh ấy quá thì có gì anh hôm nay thì anh không được gọi là cái phong độ nó bị giảm sút một chút thì anh có thể là đấy, mình chia nhau đi đấy là em với anh ấy thì xách một thùng còn anh xách dùng em một thùng được không? Thanh niên ngồi cửa đấy. Đấy anh thấy không? Bây giờ cầm đầu dây này, đầu anh nhìn mắt nó có không có để ý được cái gì đâu. Bất trí á. Thứ nhất. Mày cái thằng rửa hơi này bị nó bảo là công sở đừng có dây dưa rồi mà. Thứ hai là tại sao tao bẹo mày? Hả? Ai giờ Yuki, không sao, người mới ấy, em sẽ thể hiện năng lực của bản thân, cứ đưa lên cá đây để em đem đi mà rồi em vẫn phải được tiêu nữa. Mày kiểu gì đấy, nhanh xử lên, sắp bắt đầu lên xong rồi đưa cá cho phòng huấn luyện rồi xuống lại đây nhá. Anh ơi. Anh nhưng mà bọn em ở chi đình khác ấy, bọn em không biết.
Ủa cái thằng VK nó biết mà. Mà nó dẫn. Nhưng mà nhìn nó tỉ hướng Bắc ra hướng Nam ấy. Chỉ chữ tắt ra chữ tội. Anh không tin, em không tin được nó hết. Em chỉ tin được chỉ nó. Đường thôi, đúng rồi. Bọn em bê hết rồi. Chỉ tin nó ở hôm qua thôi. Hôm nay không tin lắm anh ạ. Dạ rồi, nhanh cái chân lên. Đây, đi theo tao. Lên cầu thang ấy, đi bê đi nhanh lên. Trèo lên cầu thang, mở cửa sập lên trên. Bên trên là mọi người thấy có vẻ là còn một cái cầu thang lại lên trên trên tiếp nữa. Bên phải thì có thế nào? Bên phải là một cái cửa mở, bên trong đấy cũng có một cái phòng như kiểu là lounge hangout, là chỗ ngồi. Những ai lên nhỉ? Có Yuki, Minh và Fay đúng không? Yeah. Khi mà đi lên đây, Minh và Fay cảm thấy không khí cực kỳ ngột ngạt, khó thở hơn. Thanh niên mà dẫn đường đấy, đấy đi vào qua cái phòng lounge này rồi để cái rổ cá ở bên cái kệ bên cạnh kia, cạnh cái cửa phòng huấn luyện đấy, rồi tầm tối sẽ có người cho ăn sau. Anh thấy nói lại đúng không? Ok, đoạn nào thôi rồi nói lại hết. cái đoạn lên khó thở lại biết rồi, sau khó thở. Cái thanh niên mà dẫn mọi người lên, cái thanh niên cầu nhậu ấy, bảo là đấy, sang bên kia cái phòng lounge đây này, để đi qua thấy cái cửa phòng huấn luyện không, để thùng cá ở đấy nhớ đậy vào cho nó đỡ mùi, xong rồi đến tầm tối sẽ có người cho ăn sau. Đi qua nào, cho Yuki đi qua để đúng vị trí đi. Ok, Yuki cầm cá đậy lại để hoạch xuống trước cái cửa phòng đấy. Đằng sau cửa thì Yuki, cái cửa nó đang đóng, nhưng mà Yuki nghe thấy vài tiếng rít. Tiếng rắn rít hơn. Tí nó lên. Đường rít này. Tại thấy không khí ngột ngạt ta, không biết đâu. Okay. Yuki thấy rất bình thường, mà ở trên này chỉ trong khoảnh khắc ngắn thôi mà cả Fay và Minh đều cảm thấy khó thở tột độ. Mọi người cần làm gì đấy về việc này ngay. Dạ, yeah. Yuki thì không hả? Yuki không. Yuki thì vẫn thở lỡ, vẫn thở lỡ. Ây da. Fay. Hình như đã quên cái gì đó dưới. Đúng rồi. Anh quên là chắc luôn đấy. Xuống tìm anh đấy. Kéo Minh trong hình dạng một thằng không phải bên xuống tìm Yuki vừa đặt cá xong quay nổi quay quay đồng đội bị mất. Thấy cả Fay và Minh cùng nhau hò nhau chạy vội xuống tầng rồi. Khi mọi người xuống tầng lại thấy không khí nó dễ thở hơn một chút. Hình như mình quên gì đúng không anh? Chị, hình như mình quên gì đúng không chị? Nếu mình chúng đi tự lo được. Chứ mình ở trên đấy thì mình ở trên đấy là gì có gì đâu, cứ để Yuki tự xử lý rồi là xem nghe ngóng tùy thì xuống bán mình ở trên đấy. Em thấy là cái không khí trên đấy nó khắc nghiệt như vậy, chỗ của chị em mình nó không nên để những người chân yếu tay mềm động vào những chỗ như vậy. Nói thầm như là xung quanh hai người còn ai không? Mình hỏi xung quanh mọi người á, lúc mà xuống tầng rồi thì xung bây giờ em với lại Fay, lúc mà xuống tầng rồi thì cũng có có kha khá người, nhưng tất nhiên mọi người vẫn tìm một góc để đứng riêng được. Em nghe cái tiếng rít đấy xong em có thể kiểu em sẽ giả vờ kiểu kiểm tra cá để em tiếp tục nghe cái tiếng rít đấy để em phán đoán kỹ hơn về nó được. Nghe tiếng rít xong một lúc sau nghe tiếng cào. Như kiểu là buổi đêm nghe mèo cào ngoài cửa. Thật là quen thuộc ạ. Nghĩa là nó không phải là sofa là được vậy. Lúc mà cả Fay và Minh đi xuống rồi, Yuki đang ngó cái cửa, nghe một tiếng đằng sau. Làm cái gì đấy? Xuống họp nhanh lên. Vâng, đằng sau. Em đang đếm cho cá một tí xíu. Đúng rồi. Muộn mất phần phát biểu của tao ấy. Em xuống ngay. Em có thể nhớ mặt của cái người vừa nói câu đấy được. Em thấy đằng sau một người đang
trèo từ cầu thang bên trên xuống. Và người này trông có diện mạo khá là tứ tuần, và một trông cũng có phần là hơi già dặn, là một drow. Với cái mái tóc trắng của mình thì được buộc khá là gọn gàng. Ông ấy nhìn hất cằm một cái, nhanh lên đấy, mở cái cửa sập bên dưới, bắt đầu leo tiếp xuống. Sau khi em xác định được, từ nghe qua những cái tiếng động chạm rồi em có thể phán đoán kiểu kích thước của nó nhỏ nhỏ, ok, nhưng mà nhiều bên nhiều lắm. Hay chỉ có một con? Nghe thì có vẻ là có ba con bằng đây. Ok, em sẽ mang những cái phán đoán đấy của mình về với mọi người. Em sẽ quay lại xuống bên kia, đi theo ông chú vừa nãy đến với mọi người. Lúc mà Yuki xuống, mọi người cũng là thấy cái người drown này xuống rồi. Người cầm cái cốc gõ cái mọi người tập trung nào. Hôm nay đồng phết nhỉ, hôm nay chúng ta có những người từ các chi nhánh khác đến đây để cùng gặp nhau, và từ các thành phố khác chúng ta cùng nói chuyện về cái đầu tiên là tuyên dương về ngài, và cũng là để củng cố lại tinh thần và cho những cái kế hoạch sắp tới của chúng ta. Mọi người xin đã có thức ăn, hy vọng là cũng hợp với khẩu vị của mọi người. Biết là thức ăn ở trong thành phố Hoa Lệ thì mọi người cũng có một cái expectation ít nhiều gì đấy, và hy vọng là cũng đạt được tiêu chuẩn. Ông ấy làm một tràng giới thiệu. Hôm nay chúng ta có chi nhánh từ làng A đến đây. Và mọi người chi nhánh từ cái tộc trên núi B xuống đây. Ông ấy chỉ là vì mọi người chi nhánh từ từ làng C. Làng C đúng rồi. Mọi người đến đây tụ họp hôm nay là tôi cũng muốn là phổ biến một số thứ. Đầu tiên là văn phòng, người gác cửa đã bảo là có nhiều người quên mang áo. Cái đấy thì đương nhiên là chúng ta phải làm cái văn phòng không nên là chỗ chơi chơi, đi đâu cũng nên có phép tắc một chút. Theo vào việc dạo gần đây là chúng ta đã cái công việc huấn luyện các cái con imp đã xong, chi nhánh chúng tôi đã tiến triển một cách khá là đáng kể. Bọn im thì thường là có thể là lát nữa một thanh niên huấn luyện im sẽ lên đây chỉ ngay vào mặt thanh niên vừa mua cá để nói với mọi người về cách làm sao để cho nó ăn và cách để làm chúng đỡ làm phiền hơn. Những cái bọn im này sẽ là công cụ tuyệt vời để chúng ta có thể là tra cứu thông tin trong thành phố, nhất là từ các cái bọn chính quyền thành phố này, xong rồi cái bọn công an hay là thậm chí là các cái tổ chức mật danh như Harper rồi Zentarim, thì đơn giản là bọn im nó tàng hình được. Về các cái, có ai có câu hỏi gì về việc huấn luyện im không? Ngay bây giờ, trước khi chúng ta chuyển sang chủ đề khác. Ok, có vẻ là không có câu hỏi gì. Vậy thì việc tiếp theo là để cho các chi nhánh được hoạt động tốt thì chúng ta cần có một sự hỗ trợ, đóng góp và từ các cái chi nhánh khác nhau. Mỗi bên cần một khoản như thế này để có thể là hoạt động hiệu quả trong thành phố. Cũng vì những mọi người đã biết, để hoạt động được nhất là ngầm như thế này thì chúng ta cũng có một cái sự là phải kín đáo và cũng phải có tiền qua tiền lại nhất định. Và tất nhiên là tiền mọi người cũng sẽ được dùng vào những việc cực kỳ là gì nhỉ, chính đáng, như là xây tượng của ngài ở đây để chúng ta có nơi thờ cúng mỗi ngày. Sếp ơi, cả làng em còn có một vàng ăn từ giờ đến lúc về làng. Sếp ơi, bọn em đường xa xa xôi vất vả đến đây.
lúc đến đây còn bị trộm nữa sếp ơi, cướp nó cướp sạch rồi. Ok, thật là như vậy thì thật là thất lễ quá. Đường đi đến đây của mọi người cũng gian nan vậy sao? Tụi nó cướp hết, cướp luôn cái áo luôn rồi sếp. Cái áo còn không có sếp ơi. Như vậy thì cũng khá là khó khăn. Đầu tiên là tôi xin gửi lời chia buồn. Mà nếu mà tầm khoảng một năm trở lại đây thì các chi nhánh bọn tôi có thể hỗ trợ được. Nhưng mà bên bây giờ là mình tổng, bên tổng của mình khá là cần tiền, và cũng đang có một sự kiện lớn diễn ra, sắp diễn ra, nên là hơi là khó khăn. Thôi được rồi, nếu mà mọi người không còn tiền thì thôi, lần này không cần quyên góp cũng được. Nhưng mà lần họp tới tháng sau là mọi người cố gắng có một chút đóng góp. Dạ vâng, tháng tới bọn em đóng góp đôi. Rồi em đóng góp đôi à? Đóng một. Trong cái bài diễn văn này có ai muốn làm gì khác khi mà tất cả mọi cái người của giáo phái đang ở đây? Ông này sẽ còn nói một đoạn dài dài nữa. Em chia sẻ thông tin vừa nãy về việc ba con động vật, bây giờ xác định chắc là ba con im với lại cả mọi. Em đi dạng bộ đồ phở ở Bắc. Em đã qua cái phòng trên chơi kia nhìn có vẻ hứng thú. Ok. ok. Snake đi em. Độ hiệu quả, độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro trung bình, chắc là ăn chửi. Ok. Em thêm một effort lên 4 đai, với lại cái go for work cho thêm một đai là 5 đai. Ừ. 5 đai này còn không làm được nữa thôi, đập vào và tưởng chết đi hơn. Ok. Khi mà Mộng trèo cầu thang lên bên trên, không ai nhận ra cả. Mọi người vẫn đang rất chú tâm vào các bài diễn văn của anh của ông anh Drow này. Đứng trước bức tượng, anh ấy nói rất là truyền cảm hứng, truyền niềm tin. Mộng đi lên, thấy khó thở. Bây giờ em còn kịp đi xuống điệp danh rồi đi lên không anh? Có biết để điểm danh không? Vì là nó cũng đi một vòng mà. Rồi. Nếu mà lên lên trên thấy khó thở thì sẽ đi mấy vòng xung quanh, mấy phòng khác. Thì thế nào thấy má bọn này trang trí. Cái đấy thì hoàn toàn cho flavor nhận ra là tùy cho Mộng tự nhận ra hoặc là làm thế nào đấy, hỏi Văn tùy. À, hỏi quay về hỏi ba đi lên cái khó thở thế hôm nay đến đây làm gì không đây? Em đã lần đầu biết đập tay là tụi em có đập tay. Trong cái quầy ăn nó có cái bức tượng có nhiều dấu tay á, lấy máu đập tên. Máu mình hả? Em dùng máu em, dù kia cũng dùng máu em. Tưởng là thì mày lại cho tít tiết thế đây. Rồi, cho nó tí máu nữa đây. Rồi đập tay. Mộng sau khi mà đập tay thêm thì thấy dễ thở, không khí trong này dễ thở hơn, và khi mà lên thì không còn bị khó thở nữa. Tiên là ở tầng 2, sẽ nói là tầng 1 là cái tầng mà mọi người ở đấy nghe diễn văn. Tầng 2 là cái tầng mà khi mà nhìn vào có một cái lounge ngồi nghỉ và có cái cửa như là phòng huấn luyện. Mộng cũng nghe được giống như miêu tả của Yuki là có mấy cái tiếng khè rồi tiếng cào. Chắc mấy con mèo nó chửi nhau nhà nghe nhiều, đi tiếp anh ấy. Lên tiếp à? Lên tiếp sẽ thấy cái cửa sập bên trên nó khóa. Mình bộ phá khóa không? Không có. Wow. Ôi nó không. Phá khóa thì à? Em muốn làm thế nào để phá? Em muốn bán cho anh kỹ năng nào? Em tinh có thôi, vì không có smart, không thể đập rồi. Ok. Tình cờ độ rủi ro thấp, độ hiệu quả trung bình. Đúng rồi, chưa sneak xuống, chắc cũng good. Em dùng nốt effort cuối nhé. Tất cả các cái sneak liên quan đến việc trốn tránh này, anh sẽ cho là cái sneak vừa nãy bao hàm em muốn chạy lên chạy xuống, nói chung là reasonable là được. Ok, vì em cảm thấy nếu mà em giờ em sneak xuống em tìm một chìa khóa trong áo thật thì chắc hơi ngủ rồi em tình cờ. Rất xịn. 10 điểm. Tạo phá khóa mời. Mời miêu tả phá khóa. Đang đi cầu thang nhìn lên đấy nào.
Lâu mà mua đấy. Lâu mà nói kiểu suy nghĩ ấy. Hình như đợt trước vào nhà bà The Waff chạy mình khuấy khóa kiểu này rồi. Chơi nữa luôn. Mở như chơi. Cặp tóc. Cặp ba. Cánh cửa đẩy được lên. Và ở tầng trên này thì Mộng thấy ở bên trái có một cánh cửa sắt, ở bên phải có một cánh cửa trông nó nghiêm túc hơn, nghiêm trang một tí bằng gỗ. Cửa sắt thì trông cảm giác là mở ra nó sẽ rít. Đi bên an toàn cho anh, vào cửa gỗ nào. Cửa gỗ, rồi. Khi mà vào trong này thấy một cái căn phòng có hai bên được treo rất nhiều các cái tranh, có tranh quang cảnh, có tranh về trừu tượng, fine text ở dưới thì được để thảm, trải thảm rất là đẹp. Trong này trông như là một cái phòng nghỉ ngơi, uống trà. Nhưng mà đi vào sâu hơn thì sẽ thấy một cánh cửa song sắt. Trong đấy có gì anh? Mộng ngó vào thì nghe bên trong có một tiếng rên rỉ, vẻ là đang khóc. Nhìn vào trong đấy khá là tối, không có đuốc chiếu vào trong đầu, mà có thể thấy được là có hai cái bóng, một cái đang dựa vào tường, một cái đang nằm dưới đất. Có vẻ cái tiếng khóc nó phát ra từ cái mà đang nằm, người đang nằm. Có hai cái bóng đều ở trong chùa. Trong cái cửa có song sắt đấy. À, không phải cái chùa, rồi. Song sắt, em có thể lẩn vào cái góc tối xong kiểu để giọng ồm ồm. Tại sao con không? Khóc quá rồi. Rồi, chọn. Thêm một câu đằng sau. Người đằng sau cho thần bí. Chỉ các ngươi nghe tiếng của ta thôi. Nếu được, à nếu muốn được giải cứu thì hãy kể ta nghe đi. Một kem một tiếng khá là bé, yếu ớt. Có phải là thần thần tia đến cứu thế, người đã nghe được con lời thờ của con là ta không? Đây biện tên một thằng thần nào đấy mà hay nghe thằng Văn với con chú Kỳ lại nhỉ. Ta là thần của Yuki. Tia đây. Là xin người, nếu mà có thể thì hãy cho con được thoát khỏi nơi này. Con đã bị cái bọn rửa hơi nó choàng áo này, nó bắt vào lâu mà con không biết. Con xin nguyện là sẽ làm mọi thứ là trong cuộc sống, là sửa lại cuộc sống của con, không uống kiểu không có không có tệ với gia đình nữa. Con đã làm điều gì tệ với gia đình rồi? Thực ra là cũng không có gì nhiều, nói chung là không hay đi ngoài cái vợ của con hay la. Nó không nói nữa, đồ tồi. Tao không cứu, mày không phải cho con. Tầm này cứu, tao bê mày xuống kia kiểu gì, nó sẽ nghĩ thật. Mẹ bê hai thằng xuống kia. Có một tỷ nữa. Thôi mày nằm mẹ đi. Nó sẽ quay lưng nó tìm xem trong phòng còn tài liệu gì nó cướp được không, hoặc là cái gì đáng giá. Có cửa sổ nhảy ra. Không, không. Mộng sẽ nhận thấy là có một người trong đấy thì không trả lời. Còn khi mà tìm kiếm trong phòng, khi mà không nghe được cái tiếng của thần nữa, anh Kiên mà rên rỉ khóc lóc đấy, thần ơi, nghe đúng các cái bài mà Yuki hay thở. Wow. Đúng sách. Đúng sách. Em quen quen. Như câu này đúng này. Thôi rồi, kệ. Khi mà đi lòng vòng tiếp này, tìm xong cái nơi này, có vẻ cũng là một cái văn phòng. Sẽ thấy được vài cái giấy tờ liên quan đến việc là liên quan đến việc là các cái mua bán gần đây có vẻ là được các cái chi tiêu đang phải bị cắt giảm, cũng có liên quan đến một số giấy tờ được trợ cấp tiền từ một cái chi nhánh tổng nào đấy. Ngoài ra thì cũng có một số cái giấy tờ về việc là nguồn imp được
phái đến được ban cho để huấn luyện từ chi nhánh tổng. Và cuối cùng là một cái cầu thang nữa đi lên. Nếu mà trèo lên đấy trèo lên đấy thì sẽ thấy là một cái nơi được cất giữ khá nhiều tiền. Em sẽ vơ tạm một ít giấy tờ từ công việc trước vào ống tay. Xong rồi đóng tiền kia thì em lấy bao nhiêu đủ ta? Thôi cứ dắt đầy hai ống quần đi đi xuống. Hoặc là dắt đầy có xét ở đâu có chị mặc. Chị mặc váy mà, hôm nay chị mặc váy mà. À phải ạ, tối thì tao dắt vào có xét, tao dắt vào cái đai eo, em cứ kiểu tắt cho bạn tắt. Cho bạn tắt này, cho ống tay áo này. Tắt xong đi xuống. Mình cho áo tròn đỏ mà trông nó cũng không ai thấy. Áo tròn ở ngoài mà, làm mấy cái túi lửng liền. Nếu mà trước khi đi xuống em muốn kiểu nghe thử ở bên cái cửa sắt xem có gì đặc biệt không? Vẫn là những tiếng rên rỉ của một người. Vẫn tiếng rên. Thôi đi xuống thôi. Khi mà đi xuống thì xem nào, có nốt cái nhận ra là ở bên cạnh cái phía cửa sắt thì nghe có tiếng thì nó ù ù như tiếng gió. Còn Mộng đi xuống thì quay trở lại với mọi người. Nó sẽ lại lần lắm đâu. Thì thầm, ê, trên kia có hai thằng bị nhốt trong chuồng ấy. Vui cực. Nó tưởng tao là tia, tao dặn là tia, nó tin tao là tia đấy. Ôi, lẽ là dạ, em nên rủ chị Bắc Kinh với em mỗi ngày. Không, nhưng mà trên đấy có, nó sẽ nói với Văn hoặc là với Vinh cũng coi. Nó thì thầm đấy. Trên đấy có hai thằng nó bảo nó bị, tao không biết là thằng này đứa hài còn. Nó bị nhốt ở trên đấy, nó bị túng trùng khăn vào đầu, xong nó bị nhốt trên đấy để làm cái gì. Tao thấy không chỉ có hai đứa đâu. Có một đứa nó hơi im, kệ mẹ nó đi. À, một đứa có một cái phòng nữa thì cũng vẫn nghe tiếng rên rỉ, chắc phải từ ba đứa trở lên. Một máy thích thì lên một kiếm, không thì gọi anh Bảy đi. Tôi được, không có phòng nào nữa, không có phòng nào có tiếng rên rỉ. Cái bên cửa sắt thì anh? À, cái bên cửa sắt là tiếng gió ù. À, tiếng gió ù một tiếng rên, ừ. Ok. Đấy, có hai đứa bị bắt đấy. Với lại, ý tao Bảy tao xem này hay lắm. Mà cái ông chú, cái ông mà có vẻ như là trưởng giáo hội, cái ông trao lên, ông có giới thiệu tên ông là gì không? À, rất mừng vì em đã hỏi, anh sẽ tìm trong 2 phút nữa mọi người tiếp tục. Em có biết ở đâu đó để anh tìm. Anh có thể tìm luôn là ông, cái tên họ của ông có thuộc trong những 12 cái nhà ở dưới ấy không? 12 nhà nào nhỉ? 12 cái nhà ở dưới, em không đọc được cái tên của cái vùng đó. Từ 12 cái nhà ở dưới nào anh cũng chưa hiểu ý em. Dưới Underdark anh, ở dưới cái Underdark nó có một cái thành phố của tụi Drow. À. Có 12 cái nhà, thì ổng có thuộc cái nhà nào không? Thông tin đấy Thiện chưa chuẩn bị. Và nếu mà em cần thì anh sẽ tìm được một cái phù hợp. Dạ. Yeah. Thì em hỏi gì thôi. Có cái 12 cái nhà đấy, nói chung là nó có đặc điểm đặc biệt của từng nhà đúng không? Vâng. Nhưng mà đa phần điểm chung của tụi nó là 12 cái nhà đó chỉ thờ một vị thần thôi. Và ai thờ một vị thần nào đó khác có thể bị đào thải khỏi nhà. Thì cái tên họ đấy chắc chắn là trong tên họ của một trong 12 nhà đấy. Bên như vậy. Ok, trong lúc anh Thiện đi tìm tên, mình trao đổi thông tin với nhau nha mọi người. Quay qua nhìn chị Mộng, cái thằng mua cá nhìn chị Mộng kìa. Mày lai đi, mày đi, thằng nào đi, thằng ấy đâu rồi, nó nhảy chưa? Phải giữ mình khá chặt, có mà, có phúc côn hưởng, có nhảy cùng chết. Nhưng mà một chút mà nó nhảy chưa, nó đâu rồi. Ủa là không nhảy nữa thì mai bên kia nhảy làm thí nghiệm ở biệt thự sau cũng được mà. Nhưng mà đã hứa rồi. Thôi được rồi, thế là mình đâu. Chị Phai ơi, chị có biết cái cách huấn luyện em không? Nãy cái thằng, nãy cái ông kia, ông chỉ vô mặt em bây giờ. Em không biết là em có đọc qua không nữa. Chỉ ra đứa bên cạnh. Khuôn mặt nó hơi dài một tí. Nhưng mà em À, trong cái đống tài liệu em tìm có huấn luyện không anh, hay chỉ nó có hồ sơ trao đổi đây? Có. Rút tờ áo ra, lấy, đọc nhanh lên. Lấy ra đọc. Đọc đi. Học bài trước khi 5 phút kiểm tra miệng. Đấy. À đấy, nói chung là tài liệu đi xong rồi về đi. Nộp đống này chắc là được bắt rồi đấy.
thời gian bắt đấy này tài liệu gì đây buôn bán trao đổi tiền bạc này hóa đơn ngân hàng từ hội trước hội sau này này tài liệu mua bán im này mới còn cái gì nữa quên xứ đấy nói chung là hết nghe anh sẽ có một cái sửa finalize thằng này nói tên cho mọi người không nói họ giới thiệu bằng tên là có đó rồi, đúng không có tên này thực ra mình không phải lấy đúng cái tên ở trong sách trong cho ai cho tiện một cái tên bắt đầu chữ L liều liều thằng liều à không ngờ không phải tên liều nó đấy là sinh liều trưởng chi nhánh liều tại sao anh lại trưởng chi nhánh anh liều anh tên gì anh tên liều em cái mọi người cái cuộc trao đổi vừa nãy cứ tiếp tục đấy Trời ơi, em đưa cái cách huấn luyện đi em về ký sự như huấn luyện đi em. Mày đọc kín kín, mày đọc ngay lên mày đưa tao đi mất bỏ mẹ, cút ra, nhanh nhanh nhanh, tay áo. Nói chung là đấy, bây giờ thì xong hết rồi đấy, xong vụ này xong về là nộp đống này mình có tiền rồi đúng không? Hợp lý. Đúng không? Phải... xong rồi mà. Nên muốn, phải nghĩ là chúng ta nên đi về ngay lập tức. Còn hai cái người mà càng ở lại thì tỷ lệ chết nó càng tăng ấy. Đúng rồi. Không nhẽ bỏ họ lại hả? Hai người nào? Này mình cứu á? Sao mày không về báo chính quyền bảo chính quyền đến cứu? Chứ mày cứu gì? Mày thế mà. Cái thế giới này ấy, 1 triệu người thì 500.000 người cần cứu ấy. Ấy, mình phải chạy ấy. Mình cứu mình trước đã biết. Xong rồi chính quyền khắp lo này. Mình điều tra, mình là thám tử thì mình phải anh hùng đéo đâu mà cứu. Làm cái điểm nào? Quá khứ đấy nó qua rồi, anh hùng sợ lắm. Mình ở nhà thôi, nấu cơm, ăn cơm chị Mộng nấu. Chị Mộng ở trên đó có sách gì không? Cái gì tưởng là tao lôi xuống rồi đấy. Mày giả tao cái quyển thắng im đấy. Em có chưa đọc xong mà. Không có tối về cho em mượn nha. Đúng rồi, tối về cho mượn đọc. Tối thì phải về. Phải về đã. Không là tí nữa bọn nó lên, bọn nó thấy mất đồ là mình không về được luôn đấy. Yuki có đồng ý không ạ? Bắt đầu kéo Yuki ra mà về nha. Xong nếu mà Sài đang nói thì đang tắt mic, hoặc là nếu mà đang nói cho người khác, đang bận người khác. Văn bảo vệ. Chồn chưa? Cán rất lương tâm quá. Thà chị Mộng không nói là có người ở trên đó thì em không cán rất lương tâm. Sau vụ này, mày có thể đi cùng đội chính quyền đi cứu nếu mày muốn. Đúng rồi. Còn bây giờ tao phải sống à? Chúng ta phải sống à? Đúng chứ rồi. Bọn nó đông như này, mỗi đứa nhổ mãi nước bọt mình cũng chết đấy em. Đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì cả. Chị Mộng nói đúng những gì mà em muốn nói. Nhưng mà bây giờ mình bỏ về không phải là cũng hơi lạ. Đúng không? Bây giờ có một thầy mọi người đâu về đâu. Và mình được về mà đúng không? Rút quả bom flash trong túi thôi. Em có chứ. Tại sao em có? Flash phải là smoke chứ. Không có flash gì đâu. Không thì rớt loại thuốc đập ra, thuốc ngủ. Trộn hai để nhau thì thành bông ngủ, được không? Nuni hiện tại không nói được nữa, chẳng là chỉ đang viết rồi. Nuni vào chế độ im lặng. Đúng rồi, mình ạ. Đấy, bây giờ mình phải về ấy, rồi mình làm gì đấy sau đấy được. Quan trọng là mình phải sống đã. Em còn trẻ, em chưa biết thế nào là chết, cái chết đâu. Mà. Không cần học, cái đấy là còn kiến thức không cần học. Nếu không thì như nào? Tao lẻn về trước, ưu tiên đống tài liệu này về nhà ra. Lẻn mất một người mà không để ý đâu. Sao mọi bài ở đây cứ đến hết giờ đi. Nghe người đi. Bỏ bài. Ai được bỏ. Bỏ bài. Ông này, không, bình tĩnh, hai người nhá. Thôi, ở đây, mày mọi người nhớ mặt rồi, mọi người không biết tao là ai cả. Giờ tao lẻn đi tiếp. Ừ, thì tao khác lẻn qua được. Tao về nhà, tao cất đồ. Bọn mày cứ ở đây. Đấy, có hai thằng ở trên kia nhá. Nếu mà muốn phá khóa thì thôi mày đập mẹ khóa đi, không cần phá đâu. Tao phá sẵn rồi. Yuki cũng sẽ ủng hộ giải cứu nhá. Yuki chưa biết ông kia là cha nam nhá. Vẫn chỉ biết là người cần được cứu thì Yuki sẽ hoặc được là, cứu. Hoặc là bây giờ, tao về. Tao mang đống này đi tìm anh Bảy.
anh Bảy lôi chính quyền đến, bọn mày cứ ở đây để mọi thứ diễn ra một cách yên bình và để mọi tiếp tục đi. Ta sẽ lôi chính quyền đến một cách âm thầm, được không? Ok, mọi người xem. Ok, mày cũng hợp lý. Mày sẽ biến mất. Mình bị khó chịu, mình không thở được cái không khí bọn này ấy. Mình sợ ấy, nhỡ có lời nguyền các thứ gì đấy sao, mình còn chưa biết thì mà. Nhưng mọi người đã thử rồi à? Ừ, ta đập rồi. Đấy, đúng rồi. Đập bằng... À không, ta đập máu tao nhưng mà Yuki đập máu văn. Vẫn hoạt động thôi. mình nhớ về tất cả những loại bệnh di chuyển qua đường máu kiểu. Không. À, là người có divine theo. Sao? Mình không muốn, mình không, nếu mà cần thì mình sẽ đứng ở một góc đấy rồi là đóng giả là một cái cột, mình có thể không sao, mình không muốn đứng chung khẩu khí bọn này, đợi đường đến cứu là được. Em sẽ nhìn mọi người ánh mắt đầy thông cảm, để mọi người vào tại để vào tay mọi người cái bình thuốc ngủ ấy, cái bình thuốc nó ghi ở đây là em sẽ copy gửi cho cả nhà mình. Yay, chúng ta có rất nhiều đồ để nghỉ. Cái cuối cùng á, có em vẫn sẽ cầm cực phát của em đi đây, tạm biệt nhà. Tây nhìn cái ánh, cái bóng lưng của Mộng đi càng xa mà cảm thấy lòng đau nhói các thứ, cảm giác là tương lai đang sống. Yuki lại khoác vai Tây của mình ra vào sinh ra tử bao nhiêu lần rồi. Tôi sẽ bảo vệ cô như những lần trước. Tôi cũng láo là theo cái lay on hand nữa như ngày xưa ấy nhớ. Đọc tay cầm lan không? Yeah, số 2. Không, không. Ý của tôi là tôi không muốn dùng cái đập tay máu me của anh Văn. Mà tôi phải, mà thế thì cái tôi lại bị đau đầu khi mà đứng cạnh những cái tên giáo hội đấy. Thế nên tôi, ý tôi là tôi sẽ đứng xa. Nếu mọi người cần support thì tôi vẫn support, nhưng mà tôi sẽ biến thành một cái cột, một cái bình hoa, một cái gì đấy. Đấy. Vậy là Mộng sẽ cố gắng lẻn đi để báo công an, báo anh Bảy. Đúng. Mọi người khác ở lại, đúng không? Đúng rồi. Thiện có một cái hỏi Alcharm một tí. Nuni là hiện giờ là không nói được tiếp luôn đúng không? Nếu mà không nói được tiếp thì mình để mình kết thúc sớm. À, 5 phút thì lại nói được, ok. À rồi, đi về, chắc là đi từ quán net về. À rồi. Thế thì mình vẫn có thể tiếp tục một đoạn nữa, hiện cho là khoảng 20 phút, 30 phút. Khi vô combat à? Sẽ như thế này. Như thế nào? Mộng đi. Cho khi mà đến đồn công an ở quận Thành, Mộng sẽ không tìm được anh Bảy. Nhưng mà tìm được người khác làm trong đấy. Mộng có biết người này không? Mộng lên không, đồ. Không, mộng lên nhưng đồ mà nhiều. Có không, nhưng mà có thể là sẽ biết Văn. Cậu tên gì nhỉ? À, chào công dân của thành phố. Có việc gì cần báo cáo sao? Tôi là cảnh sát. À không. À. Tôi bên văn phòng đóng tưởng nước sâu, tôi đến đòi tiền vụ lần trước bên này nhờ. Hả? Văn phòng thám tử nước sâu thì liên quan gì đến bọn tôi? Bên chỗ cậu Văn ấy, cậu Văn bảo là nó thằng Bảy nó để tiền đây, tao có lấy. À anh Bảy. Rồi. Ủa? Mà anh Bảy nhờ mọi người làm thêm vụ gì à? À, vụ chắc là của cá nhân ổng ấy mà, nhưng mà ổng bảo là ổng để tiền bên cảnh sát thì tao cũng có lấy thôi, tao biết đâu được gì. Gọi mà hỏi ổng. Gọi mà cái gì chị ơi? Em có thể gửi một câu ạ. Ổng đâu rồi? Mang cái cửa cảnh sát trốn như trốn nợ. Ông ấy bây giờ đang điều tra một cái vụ gì đấy, có phải là cũng lùm xùm lắm ở dưới quận cảng đó chị ạ. Như là lại đánh nhau giữa có thể là Gentry với Sanata gì đấy, chạy cả ôi ngày nay rồi. Bọn này còn quân rảnh không? Tao vừa nhận được thông tin công dân kêu cứu là có mấy đứa bắt cóc kìa. Bọn tao tìm xong rồi nhưng mà giờ bọn tao đánh bọn đấy đánh không nổi. Ồ, bắt cóc à? Bọn cướp bắt cóc hay sao ấy? Có bằng chứng các thứ không chị? Có rõ ràng không? Hay phải điều tra thêm? Rõ ràng rồi, đến là nhìn thấy bọn bắt cóc luôn. Đi không? Dính chứ à? Chị... Ok, chị nếu mà có... Nếu mà có cần thiết phải điều quân nhiều không nhỉ? Thì chị nếu mà có bằng chứng gì rõ ràng thì để em ngó luôn, để em biết còn điều nhiều. Chứ còn vụ mà chưa rõ ràng lắm thì hiện tại là bên sở cảnh sát cũng đang hơi
thiếu người bên cái hai băng đảng kia đánh nhau. Cậu là ai nhỉ? Cậu là chức gì nhỉ? À, em là thiếu tá. Thiếu tá Dũng ạ. Dễ nhìn. Thôi cứ điều quân đi, xong rồi bằng chứng tôi có gửi sếp cậu, tôi gửi anh bài, chứ tôi biết cậu là ai đâu, tôi sợ bỏ mẹ được cậu tự nhiên thả nội gián chui sang giết mồ vì miệng tôi sao, em giết người vì miệng sao. Từ cái tướng tá rồi cái gì ấy nhỉ, từ trên xuống dưới, sĩ úy tá tướng, sĩ tá úy là cao phết rồi đấy anh ạ. Thế à, thế thì nhận nhầm cái mà thấp ấy. À, thế thì úy trung úy là tầm khoảng 30 tuổi được. À rồi. Hợp và trung tài luôn. Trung úy thiện. Thiếu tá này phải tầm 50 năm. Ok, cho thiếu úy. Ok, vậy thì bên này chưa nhìn được bằng chứng xác thực, sẽ điều cho bốn anh. À, cũng có thể là chị, anh bốn anh chị cao to đen hôi đi theo. Nhìn ma đùa chứ. À, thở dài, nó đang ngồi ước lượng số áo đỏ trên kia tầm 30 thằng. Rút cái tờ, đang suy nghĩ lấy tờ nào. Lấy cái tờ của bọn im đi. Hóa đơn mua bán chuyển giao im từ một hội kín mang tên gì gì đấy. Nó giữ ở tay, nó giơ cho đọc, nó không được. Nó sợ mất. Ôi dồi ôi, sao chị không nói sớm cái vụ đấy. Bây giờ đang lặng nhằng hết ở bên em rồi. Lặng rồi. 15 lần đi anh. 15 không đủ cho nó được 30 thằng cơ. Ôi dồi ôi, bọn em một võ ấy. Bọn em một võ chị ấy thì được yên tâm. Nhưng mà bây giờ cũng... Cả đồn thì đủ. Chị ơi, bên của em còn đang phải lo mấy vụ kiện cho anh có yên tâm. Ủa rồi, chấn áp được rồi mọi người. Rồi, tất cả bọn này không nói gì nhá, mày nói gì. Tao thì nó giết thật thẳng một chứ bí mật nha, bây giờ bọn ta đang rất phải khổ sở cải trang lẻ mấy ông đấy đấy, mà im lặng ta. Bây giờ mỗi thằng đi ra ngoài chợ mua tao một cái áo tràng đỏ. Sao lại chẳng đây áo tràng như thế này giờ mẫu. có nhất thiết không, có nhất thiết không chị ơi? Cần. Rồi. Dạ, chắc là chợ lớn tầm giờ này tầm 6 rưỡi chắc vẫn bán đúng không? Mà chợ đấy chỗ đấy nó bán cái gì chẳng bán nhỉ? Tùy. Chắc là dân hùa chạy đỏ lên. Thấy quần áo mà. Ok, sẽ mất khoảng 30 phút của mọi người để mộng quay trở lại. Ôi trên kia vẫn đang nói xong còn bài diễn văn của thằng hướng dẫn nội im nữa còn lâu. Nói tiếp đi. Hy vọng là sẽ không có ai đấy về biểu diễn huấn luyện. mời Minh lên biểu diễn tượng trưng. Mình lấy trò Tùng Hứng. Mình lấy trò Tùng Hứng nè, vào đấy mất. Tùng cá. Thực sự Tùng Hứng cá. Khi các bạn muốn hướng lụy cho em thì các bạn phải làm sao cho tụi nó hiểu mình với nó là bạn, và tụi em thì rất là tinh nghịch. Mọi người có thể hiểu được sự tinh nghịch của mình. Vâng, nhờ tay hỏi sếp hả? Sếp ơi, thật sự cần luôn rồi. Từ từ, Văn đâu hỏi gì cơ? Thật sự cần như luôn rồi. Thật sự cần vậy luôn hả? Cái này tại vì thằng này nó cũng là huấn luyện một mình nên là cũng không rõ lắm, nhưng mà nếu mà để như thế hiệu quả thì cứ để nó nấu. Để nó nấu. Mày nói rõ lên tao hiểu không? Nên mai mốt thấy em là người phải tung hướng cá cho nó. Thôi mà nó bắt đầu nó đi dạy tung hướng cho từng người trong cái giáo hội đó. Thì nó đến lý do bị 10 thằng đánh. Phanh sẽ kiểu biến mất. Phanh sẽ biến mất vào một góc tối rồi. Biến mất trong đó. Mình can đến thế rồi, mình cũng chịu không làm được này. Sau khi mà bắt đầu nói chuyện biểu diễn tung hứng xong, người bắt được đầu nhờ cái gì nhỉ, trưởng chi nhánh Liều mời làm một bữa ăn uống, xong rồi có gì để đến buổi tối có thể là cho nghỉ lại cái khách sạn ở đây, xong rồi hôm sau là đi về, hoặc là tùy nếu mà mọi người muốn về trong tối nhưng mà chữ gần thì cũng được. Lúc này thì sau thời gian chờ đợi, mọi người cũng không biết là bao giờ mộng về, thì ở bên trên bắt đầu nghe thấy tiếng lùm xùm ở bên dưới cái cầu thang chỗ cánh tay. Mộng cho cái flavor, em muốn bảo các anh cảnh sát này đến như thế nào, cách mà tiếp cận.
Em sẽ bạn đi một đoàn xong rồi bôi đất, bôi cát các thứ lên áo choàng ấy. Còn nếu mà gặp ai mặc áo đỏ đấy thì em sẽ bảo là bọn em ở bên chi nhánh làng D nhưng mà đi giữa đường gặp tai nạn giờ mới tới thôi. À, rồi. Thế sao là lăn cho tiện một cái tượng trưng. Một cái kỹ năng nào đấy. Một cái kỹ năng nào đấy. Rồi, cho Snake độ cái tượng, cái này là đi vào Snake nghĩa là đi vào mà để không ai biết hay hả? Hay là đây là tận đây là tượng trưng để không ai biết. Đây là tượng trưng cho cả cái đoàn này. Thì muốn làm thế nào đi qua? Khó ta, không biết, không ai biết mà lại sai. Cái kết quả kết quả tốt nhất thì thiện nói luôn, kết quả tốt nhất là vào bên trong rồi mới phát hiện là cảnh sát. Kết quả tệ nhất là phát hiện ngay từ ngoài cửa. Vì vậy thôi, cái lăn này chỉ ngoài có tác dụng vậy thôi. Ngoài cửa hiện tại là có 2 thằng được. 2 thằng ở trong cái căn hộ. 15 thằng chứ có lẽ không đọc được 2 thằng ở đây anh ơi, em cho bọn nó kiểu vào hiên ngang. Rồi vào hiên ngang, không không cần. Em đến đấy xong em nhìn thấy 2 thằng xong em sneak ra sau lưng em đánh ngất bọn nó xong đi lên tiếp được không anh? Có 2 thằng chẳng lẽ không sneak ra đánh được ngất 2 thằng. Rồi, lan cho anh sneak. Trời ạ. 6. Cái này có được tính hành động một mình không ta? Được. 16 mình đấy chị. 4 đây 6. Không, mình khỏi tìm mà. 5 ạ. Được. Ok. Em sẽ lập tức đánh ngất được 2 thằng đấy, nhưng mà cái việc này sẽ tốn của em một sự cố gắng không nhỏ. Nó cũng có phần đánh trả được. Em mất 1 straight. Không chào. Rồi này. Lên nào. Sau khi mà đã đánh gục được 2 thằng ở cửa của đấy, mọi người đứng đợi, tất cả 15 anh chị cao to đen hôi cảnh sát đứng đợi khi mà mợ kéo quyển sách và cái tủ nó đẩy sang từ từ. Ngầu nhỉ, hình như nếu mà nghe rõ nghe kỹ nó còn có tiếng nhạc ấy, gì khi mà nó đang mở. Chỗ này chéo hơi mệt, thế đi thẳng tôi không ngã lộn cổ đấy. Ok rồi, và tất cả mọi người, cả sở cảnh sát, à không phải cả sở 15 đấy, anh điên cảnh sát đã lên đấy, và mọi người ở bên trong thấy một cái lượng xuất hiện rất nhiều người mặc áo đỏ mới, trong đấy có Mậu nháy mắt cái tay ngầu thanh niên liều sẽ vào. Ủa, ai hội nào đây mà đến làm cái gì mà đang ăn uống rồi mới đến đây? Bọn em phơi bỏ này cho ngầu một tí được không anh? Em sẽ cầm sẵn quả bom choáng trong tay. Quả một thứ phát thuật ở đấy mở ra nhưng nó bùng sáng lên đấy. Em mới đến, em cúi đầu trước tượng thần, em ngẩng lên, em đến gần anh Liều. Bọn em bên làng D, bọn em đến muộn qua bởi vì đi giữa đường xong bị hỏng, xong bị rơi xuống suối, em tải tạc. Mà may quá có cái món quả này ở làng ấy, em mang lên tặng anh, nó vẫn còn nguyên anh ạ. Em bỏ ra quả bom bùng phát, em nhắm mắt rồi. Đây là quả bom phép thuật gì? Kiểu như nó làm gì? Nó sáng lên. Nó sáng lên lóa. Choáng. Choáng ấy. Rồi. Xong rồi, em kéo lên chứ các anh ơi, lên. Mậu có nháy trước với nhóm chơi để nhắm mắt không? Không. Không. Mậu có nháy trước với cảnh sát để nhắm mắt không? Có cảnh sát thì có. Cảnh sát thôi. Chơi không? Quay đang đứng ngay cạnh cái tượng ấy. Choáng. Quay là cái bình hoa cạnh cái tượng đấy. Đang ngồi xổm từ sau quay này. Đây. Nó lại là kiểu đoàn cái đèn vui. Vậy thì chúng ta sẽ vào cinematic combat. Combat không lăn initiative. Combat dùng hệ thống narrative của Icon. Vì có rất nhiều cảnh sát ở đây, thiện sẽ lại cho một cái success mấy trên mấy, không trên mấy, và một cái failure không trên mấy. Mọi người sẽ có thể là nói những cái thứ mà mình làm trong đấy. Vì có cảnh sát rất nhiều nên là failure sẽ cao, success thì đây sẽ là một cảnh combat cinematic. Trong cảnh combat này mọi người hoàn toàn có thể là miêu tả nhân vật mình làm gì và nói cho thiện là mình tổ lái về một cái kỹ, có thể là tổ lái về một cái kỹ năng mà mình giỏi trong cái tờ thông số Icon để dùng. Sẽ mọi thứ combat trong combat sẽ được flow như một cái kiểu một cái cảnh trên phim.
tất cả mọi người thấy lúc nào hợp lý thì cho nhân vật mình làm hành động gì đấy, không nhất thiết phải là ai trước ai sau. Sau khi mỗi người chơi nói là làm gì thì Thiện sẽ miêu tả một chút là bên địch làm gì. Mộng là người khá chắc là sẽ làm gì đấy đầu tiên. Thì bởi vì nó là drown mà anh. Nhìn vào nó xăm xăm tao đoán rồi. Mày gặp ánh sáng mày còn choáng nữa. Cái gì vậy? Thì em sẽ lại vọng ra sau lưng. Em cứa thôi. Vẫn con dao làm bếp quen thuộc. Dao này đáng nhất để chặt sushi đấy. Nhưng mà định tính là sushi rồi. Cứa. Vậy em cho là kỹ năng gì? Em đang hơi phân vân, như là smart thì không phải, nên nó hơi nghĩ là Excel hoặc là Nick. Excel thì dùng bắn tên hơn đúng không? Excel là độ chính xác, kiểu như Dex ấy. Nếu mà em dùng Excel thì anh sẽ cho là độ hiệu quả cao, độ rủi ro thấp. Nếu dùng Snake thì độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro cũng thấp. Vì bây giờ bọn nó đang choáng hết rồi, rủi ro nó đều thấp cả. Em sẽ dùng Excel để em đập sau gáy để không giết nó ấy. Đập choáng để ngất thôi mà. Ok. Ngất xỉu ấy. Thì nó nên okay. Excel. Rồi ôi, hôm nay không ai cứu tao rồi. Tao đang sợ hết ạ. Ui dồi ôi, critical success. Cầm cái dao. Quọc. Lên đây các em. Ôi, critical success rồi. Và hiệu quả còn cao nữa. Em miêu tả luôn cho anh là thằng này bị khống chế hoàn toàn như thế nào. Tức là nó đang choáng thì bà Mộng sẽ túm vai này, kéo xuống, xong rồi can ra sẽ đập bụp vào cái nó ngất xuống đấy. Quay ra hất tóc nhìn mọi người. Không, ta không giết người. Quay ra hất tóc nhìn mọi người. Lên em, ta làm hết rồi, sửa đấy. Ngầu. Nó làm gần hết rồi. Tôi làm gần hết rồi. Lúc này thì... My bên... job is done. My job is done. Bye. Lúc này bên kia bắt đầu cũng có một số tên lấy lại được cái sự thăng bằng và cảm giác của mình rồi, nhận ra là đang có tình thế nguy hiểm. Bọn chúng bắt đầu một vài tên thì mồm niệm chú gì đấy, một vài tên thì chạy vội ra cái bàn lấy một cái dao hay cái gậy gộc gì ở góc tường. Bọn chúng sẽ cố gắng là phòng thủ bản thân, tại vì trong phòng hiện giờ đang có rất nhiều các thanh niên lạ, thanh niên cảnh sát. Xem nào, cho có vẻ một vài tên cố gắng chạy lên cầu thang, cái cầu thang trèo lên tầng 2. Mọi người muốn làm gì tiếp? Thanh niên liều thì nằm tại chỗ rồi. Vàng nó sẽ lao lại cái chỗ mà tôi lao lên trên cầu thang á. Thằng nào lao lên nó đấm. Đâm rớt. Mày đâm cả cầu thang đi. À thôi đừng. Từ đi. Em dùng smart cộng với effort lên 5D6. Ok. Một cái mày quá vẫn qua. Em sẽ đấm được cho là đấm được 2 thằng. Và hiện tại vẫn còn một thằng nữa là nó kịp leo lên bên trên. Và em hiện tại là trong cái quá trình đấm này nó không được hoàn hảo lắm, đã bị xô sát, em ăn một strain. Ok, em sẽ kêu Yuki là hỗ trợ. Ok. Cứu. Yuki bứt tóc lên cho trên đường đi, cầm cái gậy smash vào đầu một đứa trên đường đi đến chỗ vặn. Ghế kiểu xoành. Nó sẽ thiên về Traverse hơn tại vì là nó sẽ kiểu lấy đà. Ok. Độ hiệu quả trung bình, độ rủi ro. Chắc không lâu rồi. Bình thường sẽ khá cao nhưng mà bây giờ có rất nhiều cảnh sát trung bình. Ok. Hỗ trợ. Có nên dùng expert không nhỉ? Có nhỉ, có. Có thì dùng đi. Hết chiếc sần rồi dùng đi. Ok, ok. Ui dồi ôi. Cái khung tính ra cái effort là cái fast trick á, không có effort có khi là critical success. Cái này có 2 cái 6 vẫn là critical rồi. Thế nào? Ok, cái này sẽ để hoàn toàn là đầy được cái thanh success của mọi người. Yuki cho Yuki miêu tả là đã đi và đập phá như thế nào. Em sẽ không lấy cái ghế, em lấy cả cái bàn nữa.
chạy, đầu tiên là em lấy đà như mấy cái vận động viên Olympic ấy, rồi tiếp theo rồi như là Sonic đó, trở thành em với cái bạn rồi duột phát như là mình vẫn ngồi đây đang ngồi mình đang ngồi ăn cái tự nhiên cái bài mất. Ủa vẫn đang cầm được cái bát. Đang cầm bát lúc đó em quạt cái là đứng ngang trước văn đập cái bàn không được đâu, được chạm vào đồng đội của tao. Quạt một đường, quạt một vòng tròn, trúng toàn cái địch không trúng vào đồng đội. Điều quá trời ơi. Và như vậy là gần như tất cả kẻ địch trong cái hội giáo hội này đã bị khống chế. Lúc này có thể cho Minh và Faye miêu tả mình đã làm gì. Flavor. À là Flavor em muốn làm gì cũng được đúng không? Ừ đúng rồi. Mọi người đang đấm nhau y self. Mọi người đang đấm nhau y self. Thằng Minh thì nó vẫn chưa nhận ra rằng là nó đã rớt mất cái disguise self nãy giờ một tiếng rồi. Mấy đứa kia kiểu ủa mày là thằng nào, xong rồi nó vẫn ngồi nó ăn. Rồi tụi nó bắt đầu đánh nhau và mọi người thì bật áo choàng mà đúng không? Nó đạp lên áo choàng của một thằng. Rồi cái thằng đó nó đang định đấm nó, đạp vô áo choàng, trượt đấm vô thằng đằng sau đó. Xong thành ra tụi nó tự đánh nhau, thằng Minh vẫn ngồi ăn. Thằng mất cái bài. Mất bài. Mất cái bài. Mất cái bài. Cầm tôi cái đĩa. Thằng cầm đĩa. Và Faye, trong cái lúc mọi người ẩu đả này Faye làm gì? Trước khi mà mọi thứ bắt đầu ấy, thì như đã nói Faye sẽ đi ra gần cái chỗ bức tượng này và ngồi xuống rồi biến thành một cái bình khá là to, một cái bình. Sau đấy đường đến và làm thoáng một kiểu là thu nhỏ cái mình rất gần nhất để vào middle illusion thành một cái bình lại ngồi cùm lúm này. Vậy là Faye đường đến rồi. Mình thoáng một phát thế cái bình nó đổ phát ra cứ choang cái hiện ra là Faye đang ngồi ôm đau. Lúc mở mắt ra thì mọi thứ đã xong rồi. Faye làm cảnh. Làm đẹp. Là mình làm ngậy. Đúng là bát có khai. Tôi phải không đánh cậu về. Tôi sẽ bảo vệ mọi người ở phía xa. Cố lên. Tính dậy cơ. Yeah. Để tớ đàn cho mọi người một bài nhá. Mở của em. Một passion. Cố lên lô phải. À, sau một thời gian rất là rực cháy ở trong căn chỗ bản doanh của chi nhánh giáo phái này, tất cả các bọn giáo phái đã bị bắt giữ hoặc là đánh ngất hoặc là trói lại với sự hỗ trợ của rất nhiều cảnh sát. Mọi người còn muốn làm gì không hay là bàn giao lại cho cảnh sát hết từ đây? Có chứ anh, ở trên hồi nãy đồ ăn nhiều lắm. Thiếu hai khứa kia nữa. Thiếu người trước bé, hồi nãy đồ ăn sau bé. Hồi nãy đồ, không, hồi nãy đồ ăn trên bài gì đúng không? Em đi nhét vô mồm của từng thằng giáo hội một cái, tại nãy nó niệm chú gì mà. Nhét vô mồm thì khỏi niệm nữa. Ok. Lấy bánh mì mỗi thằng nhất miếng. Đúng rồi, mỗi thằng một cái. Đi cứu người thôi mọi người. Đi cứu người. Đi. Tao ngồi đây, em đi vơ của. Em sẽ phóng lên. Em sẽ phóng với cái traverse của em lên để em chiếu hai khứa. Okay. Đây, nếu thế thì sẽ là em dẫn được mọi người chỉ vào cái phòng, xong em lên cái phòng chứa vàng ngay. À. Em bắt đầu trước đã. Em vơ càng nhiều càng tốt thôi. Mộng kiểu tự nhiên thành một bà phụ nữ 40 tuổi thành một bà bầu 40 tuổi. Ok. Và với Flavor đây thì có ai đi cùng Mộng không? Em đi theo sau Mộng để đi cứu hai khứa. À rồi, mọi người tập trung cứu người, còn Mộng thì đi làm việc riêng. Cho được là này, nói chung là vơ vét trong cái khoảng cái này đi. Ok, 75 vào. Em thấy hơi ít, em xuống em thì thầm văn lên lấy nút đi, tao hết túi rồi. Ok chị, ở đâu vậy? Nhanh kéo lên kia cả thằng mọi người biết sao? Thằng người khác biết. Ồ thì ra là đánh giáo hội mấy túi ba gan thì đi ra lượm bài. Em nhìn sang cả Faye đó.
phải, cứu người xong. Bên trên kia có nhiều lắm, tao không cầm hết. Nhanh lên, bọn trẻ con nó biết rồi, nhanh lên. Các thằng bắt, các thằng bắt bên trên kia. Vớ nốt, tao hết túi rồi. Đi. Vậy thì Thiện sẽ cho mọi người được thêm maximum là maximum 120 thì cộng 4, yeah, like this, và đúng không nhỉ? Yeah, maximum tổng 120. Đây là những thứ mà mọi người có thể lấy được mà không bị lộng, không bị các anh cảnh sát đấy ngó ngàng. Sao lúc mà thấy cứu người à? Cứu người đi. Khi mở cái cửa song sắt ra thì cái thanh niên và rên rỉ, thần tiên đã cứu được con rồi. Chu Kỳ đã cứu rồi, chính là thần tiên. Yeah. Thần tiên là được cầu nguyện, đã được cả nguyện tức. Con xin là uống bây giờ chỉ còn 3 ly một ngày, không 4 nữa. Tụi mày uống gì 3 ly ngay? Là 3 ly to đâu, 3 ly nhỏ mày đâu. Còn thanh niên còn lại, người còn lại ở trong thì mọi người thấy lúc mà mở cửa vẫn không chịu đứng lên, có một hai cảnh sát vào hỗ trợ. Thì khi đi ra ánh sáng là một người drow khác, người nữ trông khá là bầm dập, có vẻ là bị đánh tra hỏi nhiều, và cô này không nói gì cả, nhìn bao quát nhìn hết một lượt xung quanh rồi cụp mắt xuống. Chị ơi, chị em bánh mì cô đến hỏi thăm được không, cô có cần chữa trị gì không? Đúng rồi, mày bị chồng đánh à, bỏ trong đi. Em có bánh mì nè, em có cá nữa nè, ở dưới kia hình như có rượu nữa. Khi mà thấy mọi người nói chuyện với mình, cô ấy ngẩng lên hơi có một chút ngạc nhiên trong mắt. Mà xong rồi cô ấy nói những gì đấy? Con nào không nhiều vậy? Mean no comment. tiếng chỗ tiếng mình the studio. Xong rồi cô nói một vài. Có ai nói tiếng Elf không? Elvis. Đây. Elvis. Con đứng hát Elvis. Nguyên có 2F. Mi. Có Nguyên có 2F mà. Rồi. Thì cô ấy sẽ nói một vài tiếng Elvish, cái gì đấy là có một chút để ăn thì tốt. Được bánh mì, đưa đồ ăn, cả cá mì, cá, đói nó đói, rượu, sữa, phô mai. Mình lúc ấy thấy nó cầm mấy miếng bánh mì gì mà. Đúng rồi. Nó mình cầm nguyên đống đồ ăn. Đang đút cho ăn. Sẽ là chàng. Cô ấy sẽ gật đầu, cảm tạ. Và ăn từng miếng nhỏ, có một số lúc là ho ra. Ok, em sẽ xoa vai xong rồi là cho cô ấy một miếng lay on hand. Trong lúc này thì Văn và Mộng vô thì vơ vét. Cảnh sát này đang đi áp giải tất cả bọn kia xuống vào cùng một chỗ. Xong rồi áp giải đi xuống dưới bức tượng dần dần. Xem bên phòng sắt nữa nè. Wow, bên kia bắt đầu im đi, sao Yuki? Bắt phải làm gì? Thật thực sự biết cách thuần hóa hả? Anh muốn em... Hồi nãy chị mới đưa cho... Chú muốn em nuôi nó hả? Đấy là lý thuyết. Ba con im này đầu tiên là nó nhỏ đúng không? Size small đúng không? Đúng rồi. Chắc tầm bằng halfling. Không biết là liệu... Chó. Ok, bạn mèo nhà mình... nó ôi, bạn mèo nhà mình rồi, không lo đâu. Nhưng mà... Bạn mèo cả im. Cả cái ghế sofa nhà mình nữa. Không sao, nhốt vô phòng mình. Ok nha. Yuki quay ra nhìn mình. Bây giờ nha, chị sẽ giúp em làm thí nghiệm dây tự do, em giúp chị làm thí nghiệm nơi dạy im. Lấy một con thôi để người ta còn nộp lên trên sở. Nếu mà thiếu một con. Hai con. Một thôi, người ta có 3 con, mình lấy 2 con. Làm. Nhìn đâu ai biết. Có giấy tờ, thông sẻ, tờ, thông số nuôi bán đi. Thì bảo lấy một con chị rồi. Lấy một con thôi chứ nửa đêm mày nghe một con mèo cào chứ đủ, còn thêm 2 con im nữa. Không sao đâu, tại nằm trong phòng mình mà, đừng lo. Phòng mình cái phòng tao lấy con. Đấy con. Ok. Em với chịu nhận im về, nếu như mọi người đặt tên cho nó là Văn. Nào đồng ý.
Yuki không có ý kiến nha. Ai mở cửa lấy im? Minor, không quá quan trọng. Người nào mở cửa lấy im sẽ ăn ăn một strain thế thôi. Vì bọn nó gầm rú, bọn nó cào. không, để em đi, em xuống mở. Em xuống mở. Không, em xuống mở, em lấy nó là mọi người được resistant khỏi nó về trend nó dễ hơn. Ok, còn ai cả. Ok. Mở cửa ra đón im vào lòng. Cửa đón im vào lòng, con im lúc mới vào lòng thì nó chưa ngoan lắm, nó cào, nó cấu. Một strain, nhưng mà rồi vẫn cố gắng đón nó. Hy vọng là với cũng những hướng cho thứ... Các tôi... với những thứ mà học được trong cẩm nang nuôi dạy im. Mọi người thì chết mẹ ơi, còn một thằng, bọn mày biết đâu rồi? Thằng gì? Thằng nào? Nó đi ngủ im với lại cả ok, thằng nuôi im. Nó im. Thằng nuôi im. Em không ở trong ngõ mọi người á. Tao làm 80% rồi. Thằng mới quan trọng đó. Mấy anh cảnh sát, mấy anh cảnh sát nhớ vô cái ngõ này kiếm cái thằng này nha. Ok à. Khi mà nốt có một chi tiết này ở trong phòng nội im, mọi người sẽ thấy khi mà đi vào, cho mình thấy, mình đi vào thấy ở phía bên sâu bên trong có một cái chỗ tường nó hõm lại một tí, trên đấy có một cái bệ, trên bệ có một cái gối, trên cái gối có một quả pha lê này nó tỏa ánh sáng hơi mờ mờ màu đỏ. Dạ, yeah. Huấn luyện mấy cô em bây giờ em sai tính làm gì được chứ anh? Ngay bây giờ thì lăn cho anh một cái kỹ năng gì đấy. Study anh. Study rồi lăn đi em. em học cách gì ta, tụi nó communicate, bây giờ em nói tiếng em được. Rất tuyệt vời. Mà em bảo nó làm gì? Em ơi, tao bảo em này, đi ra đằng kia lụm đá về đi. Vẫn im, nó sẽ ra. Bày à, nó cầm cái pha lê đấy. Lấy con cá ở trong cái thùng ở gần đó nãy Yuki đem lên cho nó ăn. Nó thành con hòa thượng rồi. Còn viên pha lê thì ra cất đi, cất nào. Thì học chị Mộng cởi ống tay áo ra bỏ vô xong cài nút áo lại. Ống tay áo rất rộng của ngày xưa nha. Đây như vậy nè, đó bỏ vô, cài đút lại. Không cài đút lại. Viên pha lê đó bự mà anh. Viên như cái quả cầu một có mấy cái tuyết ấy. Ây da. Này đó. Bự. Tưởng tượng đây pha lê. Ông này không nhớ được, áo kia thì có. Nhét vô tay áo. Có thật luôn. Ảo thuật trời ơi. Ảo thuật. Vừa nha. Cái tay em đâu mình? Thôi bây giờ. Nè. Khi mà cất vào cái tay áo sau, sau một lúc nhét, cũng vừa. Khi mà nhìn lên thì không thấy bốn cái tường xung quanh nữa. Mình thấy mình đang ở trong một khoảng không vô định, lơ lửng. Xung quanh có một cái không gian gì đấy, có kiểu như là có hơi khói màu đỏ. Mọi thứ nó khá là yên bình, nó quay xung quanh. Và mình nghe được một câu là có năng lượng trong linh hồn của ngươi. Ta đã tìm một thời gian rồi cho một người có khả năng như vậy. Ngươi có muốn vào một bản khế ước với ta không? Kiến thức của ta cho dịch vụ của ngươi. Nghe nó bị dụ. Dạ. Kiến thức của ta à? Có thứ gì mà người có thể cho con mà con không thể tìm thấy? Ta sẽ không hứa là có thể cho tất cả mọi thứ. Ta hứa cho những thứ không người trần nào tìm được. Thế cái giá phải trả là gì? Linh hồn, sinh mệnh. Không có gì nhiều đến vậy. Là thỉnh thoảng nhờ giúp một chút. Người có cần câu trả lời ngay bây giờ không? Không có thể suy nghĩ. Rồi cái ảo cảnh có biến mất không hay nó giữ ở đó? Mọi thứ, những cái làn khói xung quanh giống như là nó tách ra dần, như là cả cái một cái chiều không gian thu lại. Mình trở lại căn phòng đó. Tây Vàng đứng trước mặt. Tây Vàng đứng trước mặt. Không, không, nó vẫn ở đây. Chỉ ngơ thì hay nó đứng ngực ra như mọi khi. Thấy
thấy thấy cái ký của con vàng nó sắp tới đầu rồi. À, mở vào đây, cô đấm xâm xét sắp tới đầu. Xong chưa bé, bé ơi? Em đấy. À, về. Mấy con em có đi theo em không? Một con, cái con mà em tung hứng sau thì đi theo. Phay hiện tại có đứng gần chỗ mình không nhỉ? Phay hiện không ấy. Phay hiện ở đâu? Phay sẽ ở gần chỗ mộng thôi. Ok, ok. Để ngoài cửa ngó vào. Mình bị rén mà, không phải Front Line đâu. Còn về bạn Yuki, sau khi mà giúp cho cái cô gái Drow kia ăn uống một chút, cô cũng gật đầu cảm ơn. Có muốn giúp cô ấy làm gì nữa không? Hay là giao cho phía bên cảnh sát để họ lo? Nhưng mà tinh thần của cái con bé đấy nó ổn định rồi thì em sẽ giao lại. Còn nếu không thì em sẽ cố gắng kể chuyện cười cho nó. Nhưng mà bà Mộng không biết nói chuyện với con này. Ôi, thật ra là Mộng lấy mấy một language mà thôi kệ, coi như không biết đi. Cô gái đấy sẽ nói một lời khá là mệt mỏi và trong Elvish, tiếng của Elf. Cảm ơn, gật đầu một cái xong rồi đi theo cảnh sát. Mọi người xong xuôi đi về. Thiện sẽ để một cái cảnh để kết thúc cái session hôm nay luôn. Thiện sẽ miêu tả cảnh đấy. Khi đi về thì mọi người cũng muộn rồi, khá là mệt mỏi. Ăn uống thì cũng được ăn ngay ở đấy rồi, rất là tiện, nhìn đỡ được bữa. Kiếm một cái xe ngựa để tất cả mọi người cùng về. Sau khi lọc cọc, con phố, con ngõ Chosku dần dần nhận ra và mọi người thấy được cái map của căn biệt thự Chosku, nơi văn phòng và nơi ở của mọi người vẫn to lớn và ma ám như ngày nào, đang đợi mọi người. Ở trong này còn một vài chỗ mà từ khi Yuki đến vẫn đang cố quét dọn, chưa xong. Mọi người để quần áo bẩn vào đây nha. Lật nữa giặt. Ê, ta thó được áo đỏ này đẹp quá. Đâu, thó được hết luôn mà. Ừ, đấy, có thó áo đỏ này. Ông Văn bước vô cửa nhà. Sếp ơi, tụi em về rồi, sếp ơi. Bọn thấy... em vào nhà nha, gõ cửa 3 tiếng. Người khi mà gõ xong, không nghe tiếng gì, nhưng mà mở ra, thấy đầu con mèo nó chui từ dưới sàn lên, ngó cái mèo chui xuống. Có bạn cho sếp, sếp ơi. Có bạn cho sếp ơi. Hả? Kệ kệ, nhưng mà tưởng tượng này là con im. Bạn nè, tưởng tượng này là con im, bạn nè. Con im đó. Bốc mặt nó cái. Có 20 ký cá nữa. 20 ký cá nữa sẽ bởi kìa. Nó sẽ ra đó, ngửi chỗ cá. Sẽ có nốt một cảnh khoảng 2 phút. Đêm đấy mọi người đều mệt mỏi và nghỉ ngơi. Khi mà trong quá trình đi về này thì Faye cảm thấy là cái con dao mình luôn cất giữ trên người nó có vẻ là nó hơi hăm, nó rung một tí. Trên đường đi về, ok. Và trong cái time skip một tẹo, chúng ta có thể flavor lại cái tối này vào buổi sau, nhưng mà time skip tháng hôm không, xong buổi tháng, Jesus, ngày hôm sau. Chú Bảy, anh Bảy đến để nói chuyện với Văn. Sẽ roleplay nốt đoạn này nhé. Đây là cảnh roleplay cuối cùng trong buổi. Anh thấy mấy thanh niên ở đồn cũng báo lại anh rồi. Có vẻ là bắt được luôn bọn tà giáo gì đấy luôn rồi hả? Làm việc nhanh gọn đấy em. Còn Nuni có đang nói được không? Trong một lúc nữa anh. Ok. Đang bị dục. Ok, ok. Đi à, Mộng ngó xuống, nó chưa dậy anh ơi, nó ngủ đâu ấy. À, điều ok. Ok, lại cũng có gì. Dậy rồi, dậy rồi. Sáng hôm sau, khi mà điều tra viên 7 đến để nói về vụ hôm qua, là hôm qua làm việc cũng nhanh gọn đấy em. Anh không ngờ là trong một ngày mà hội bọn phải xong được luôn. Nghe mấy thanh niên đồ cảnh sát bảo là bắt cả cái giáo hội rồi, xịn phết. Hai cái người bị được giải cứu sao? Nghe thấy
có cái thanh niên mà cứ mở miệng một câu chữ thia, miệng chữ thia thì mang về đồn xem là thanh niên có ổn không, xong rồi trả về thôi. Còn cái người còn lại như là đang đi xuống cầu thang, tự nhiên cô ấy nhảy xuống. Cô ấy nhảy xuống là sao? Đang đi cầu thang chỗ tượng, đang có mấy hai anh cảnh sát đi hỗ trợ cô ấy, thì tự nhiên trèo lan can, cô ấy nhảy xuống ngay từ tầm chỗ ngực của tượng. Rồi cô ấy sao rồi? Không biết, lúc mà quân anh xuống chả thấy đâu thôi. Chắc là dùng phép hay gì đấy. Bọn anh kiếm được cái người ở trong cái hẻm không? Người trong hẻm thì lúc đến là có vẻ là không thấy ai. Không sao đâu, cái giáo phái này mình triệt ngọn rồi đúng không? Thì còn gì đâu mà, cái chỗ đấy cũng đang bị cảnh sát phong tỏa điều tra thêm rồi. Em có nghe nói là ở một số nơi khác vẫn còn, nên anh có thể thông báo cho nhiều nơi để đi kiểm tra làng A với lại tỉnh núi C, tỉnh núi B. Ok, được rồi, để anh ghi lại. Đây thì đúng như đã bàn từ trước, cái số tiền anh trả nốt tổng cộng sẽ là 100 vàng cho mỗi người bên nhóm em. Ủa nhóm em có 5 người à? Ủa nhóm em có 5 người, anh tưởng 4, anh thôi được rồi. Bốn mười năm. Với cả có một cái anh hỏi nó cái trong hôm qua mà anh phải, chắc là em biết là anh phải chạy điều tra cái vụ mà ở quận cảng phía nam ấy, là băng Zentarin rồi lại Sanatha các thể loại, có người bảo là hình như thấy một hội như là hội của em đi ở gần cái khu ẩu đả đấy. Chắc là nhận nhầm thôi, không có đề gì, nhưng mà cứ để anh viết vào giấy tờ cái tầm vừa mấy thứ bảy tuần trước bọn em ngồi đâu ấy nhỉ? Nãy em mới bị lắc, tôi nói lại lúc nãy em mới bị lắc. Nói lại, anh đang điều tra mấy cái vụ ẩu đả của Sanatha và Zentarim cả hôm qua mà phải chạy lên chạy xuống các kiểu, thì có người dân bảo thấy một cái hội như là hội của em đi lại ở gần khu vực ẩu đả đấy. Chắc có thể nhận nhầm thôi, nhưng mà cứ để anh viết giấy tờ cho chắc. Thì em có thể bảo là tầm thứ bảy chủ nhật tuần trước bọn em làm gì không? Ngồi đâu? Thứ bảy chủ nhật tuần trước thôi. Thế tụi em nhớ thì hình như là đi ăn chung với nhau chứ không ở đó lắm. Không như chính xác lắm, để em hỏi chị Mộng. Chị Mộng ơi, cái đầu thò anh có xuống hả? Thứ bảy chủ nhật trước mình đâu á chị? Bảy ngày trước mẹ uống mình rất ở nhà, em không nhớ à? Uống mẹ uống ở sàn như kia, con Yuki nó dọn cả một ngày chủ nhật. Em ngất, em sao em nhớ được chị? Thiện sẽ override cái này, nói rằng khi Văn cổ nhớ một cơn đau đầu lại đến, một cái cảm giác như là mình quên cái gì đấy mà mình không biết là mình quên gì. Một cái như là mình luôn tưởng là mình nhớ, cho đến lúc mình cố nhớ thì lại không ra, kiểu như là ủa sáng đấy mình dậy xong rồi mình đi đâu, mình làm gì, ăn cái gì, ngồi lần lại các bước, cả cái khoảng ký ức đấy nó trống rỗng và cái cơn đau đầu nó lại tăng lên. Khi mà hỏi mộng, mộng nói đùa một câu, nhưng mà trong đầu kiểu khi nhớ vào lúc đấy, thứ bảy chủ nhật, trống rỗng. Vâng, nó sẽ dỗ dỗ lên cái đầu nó nhăn mà. Không như chính xác nữa, để ngày mai đi. Có thể em khỏe là em sẽ lên báo cho anh. Ý là mộng cũng không nhớ được đúng không anh? Mộng cũng không thể nhớ. Bà cứ nói thôi. Điều tra viên 7, ok, chắc là không có gì đâu. Nếu có gì thì lại tìm anh lên đồn, có thể là anh cũng phải chạy đi chạy lại nhiều đấy. Có tìm thằng gì nhỉ? Thiếu úy Dỗ. Thằng nhóc được việc phết anh ạ, hôm qua cũng nhanh nhẹn. Thằng ấy cũng được việc. Có gì nếu mà muốn tìm anh thì Thiếu úy Dũng nhá. Xem cố gắng mai, cùng lắm là mai của được rồi, tốt. Anh mấy cái sếp bên trên là làm căng vụ này quá, nên là cố phải điều tra nhanh.
Có gì sáng mai tụi em qua. Ok. Và điều tra viên 7 bước ra khỏi phòng, để lại cho Văn một cái sự confused và cái vẫn cái nỗi đau đầu âm ỉ. Chúng ta sẽ kết thúc buổi chơi của chúng ta tại đây. Qua đi. Hôm nào mọi người ơi, cứu chứ. Tôi cũng không biết, tôi cứ nói vừa thôi, tại vì nó cũng không quan tâm lắm. Cứu em với ung não rồi, ung não rồi. Mày ung thư rồi. Anh nghĩ việc nói bừa ở đây cũng có thể là trong tính cách của Mộng, kệ, chả nhất thiết phải nhớ, cứ nói bừa câu đó, tính sao. Nói dối chứ, cũng sẽ thấy để nói dối chứ. Cái... Vậy bảo kiểu không tin vào chính quyền ấy, như là... Vậy là chúng ta đã xong buổi chơi hôm nay. Rất là cảm ơn mọi người đã ngồi cùng với Thiện, một thời gian là lâu hơn dự kiến một chút. Chúng ta đã đi đến được một cái đoạn kết mà Thiện nghĩ, Thiện cho rằng là phù hợp để mở ra câu chuyện về sau. Thiện sẽ nói thêm khi mà đến phần trao XP tình thương cho nhau. Bây giờ chúng ta đi cơ chế một tẹo đã nhé. Rồi, chúng ta đến phần trao XP tình thương, những lời yêu dấu, những gì chúng ta đã thích, thấy thích trong buổi hôm nay, những gì chúng ta nghĩ là có thể cải thiện về bất kể ai, về bất cứ ai, hay là cả về mặt câu chuyện. Kính lạp đất. Mời lên. Là sao nhỉ? Chủ tịch tôi đã đấy, mình đoạn sao cái tình thương là sao, mình chưa hiểu lắm ấy. À, là một cái cách nói khi mà mình nhận xét về buổi chơi hôm nay. Mình nói những cái thứ nào mình xảy ra hôm nay mình là thích, những thứ nào mà mình nghĩ là có thể cải thiện. Đây Thiện nghĩ đây là một cái việc khá là healthy, lành mạnh để làm sau mỗi buổi chơi, để chúng ta có thể là cải thiện các buổi chơi sau sao cho vui nhất có thể. À, hôm nay mình nghĩ mình chơi tệ, mình có cảm giác thế. Thứ nhất là thế. Và tệ nhất là cái đoạn mà đường đứng một mình biết là lúc ấy đường đang ở ngoài quá lâu, nhưng mà mình đã không nhận ra cái đấy. Thế thôi, mình tự kiểu để bản thân mình. Còn lại tất cả mọi người thì hôm nay anh Văn đã ra dáng một anh chủ tịch, còn không Văn ý kiến gì đặc biệt hơn. Ok, đến tiếp tục là Văn, mọi người vẫn cũng có thể là mời chủ tịch response. Ok, à là thôi cho Nudie text là tới em đó hả? Nghi. Em không thấy fail tệ, hôm nay em chơi với fail cảm thấy rất là vui, nhưng mà chỉ là kiểu sao ta, khi mà lúc mà mình bàn về cái kiểu một nhân vật A nhìn nhân vật B tính cách như thế nào, khi mà mình nói ra nó chỉ là những cái mặt lý thuyết, và khi mà mình thật sự tiếp cận cái nhân vật đó ở trong một cái bàn roleplay, mình sẽ có một cái góc nhìn khác với nhân vật đó. Nên kiểu cho dù Faye lúc đầu có thể nghĩ rằng là ôi thằng Minh nó cũng như là thằng cộng sự trước thôi, nó mong manh dễ vỡ thế này thì bỏ mẹ nó ở nhà đi, nhưng mà đi chơi chung thấy hai đứa vô tri, một đứa dám chạy, một đứa dám nhảy, đứa kia dám nhảy theo, mà bạn dám kêu mình đánh thằng đó chết, là mình dám đập lấy sách đập nó mà. Nên mình cảm thấy Faye hôm nay đâu có tệ đâu, mình vẫn thấy bạn chơi ổn và mình vẫn muốn chơi với Faye nhiều hơn nữa. Đừng xích, đừng cột mình lại. Session sau anh đừng cho mọi người dây đâu anh Thiện, mọi người xích em lại nữa, tội nghiệp em lắm. Đừng đừng cho mọi người dây thì... Ok, đừng cho mọi người dây nữa, em không muốn bị cột. Mộng thì hôm nay đúng là cái vụ mà Mộng phải đi chuyển từ điểm này đến điểm kia thì mất cô Mộng rất là buồn, nhưng mà giai đoạn sau cô Mộng như siêu nhân vậy đó, cô Mộng như anh hùng, bao nhiêu spotlight chiếu cho cô Mộng nên chắc cũng đỡ buồn được phần nào. Vẫn rất là thương cô Mộng, rất là yêu cô Mộng. Chú Văn thì khỏi nói đi, để tối về inbox riêng sao. Yuki thì mình thích Yuki vậy, có cảm giác giống như là có Yuki vào mình không còn là đứa báo nhất cái team này nữa, mình không còn là cái đứa vô chi nhất nữa, cái năng lượng vô chi nó được cân bằng một cách đồng đều trong trong vô chi có thông minh và trong thông minh có vô chi, âm có dương, phong thủy thuận hòa. Ngoài ra thì em rất là thích những cái màn anh Thiện sao ta giả giọng các loại các thứ. Em mong là trong tương lai chúng ta gặp lại nhiều loại động vật sinh vật khác nữa để có thể nghe thấy những cái âm thanh không giống con người. em xin hết ạ. Ok, lạ ghê ha.
Lâm Phái biết là mỗi lần mà anh kêu cái gì đó không giống con người là em đều ở một tiếng ở ngoài á. Chắc là đến em cuối nha. Đến thật ra là em có cái issue về việc là phải khen người khác một cách trực tiếp kiểu face to face ấy. Cho nên là cái này sẽ giống như kiểu một cái trải nghiệm siêu cringy của em. Nhưng mà thực sự thì hôm nay là một cái buổi chơi rất là vui cho trải nghiệm chơi D&D của em từ cái hồi em mới ngồi vào kiểu tìm hiểu D&D là gì đến bây giờ á. Thực ra là tôi hiểu sao ngày xưa là em có em khá là ít khi tương tác với cả server bên mình ấy, tại vì em thấy mọi người chơi với nhau nó rất là xịn sò, nhiều khi kiểu em nghĩ là ôi mọi người xịn quá mình không hòa nhập được ấy. Nhưng mà hôm nay nhất là những cái lúc mà anh Văn kéo em vào để hành động cùng với nhau, em cảm thấy rất là appreciate, thank you very much. Đây ạ, chắc thì thôi ạ, lần nói nữa em sẽ lăn ra đất chạy đành đạch và chết vì cringe. Cảm ơn Sai. Yeah, rồi ai xin mời đường anh đã chuẩn bị kênh em đúng không? Không, anh nghe cho Sai mà. Trời ơi. Yeah, ok. Em tưởng trong buổi trước anh quên mất em, nghe thử rồi. Hôm nay một người chơi vui mà. Em rất thích cái cốt truyện hôm nay nó đi rất ngon. Tức là về việc Fay anh Linh mà không thấy ổn. Tức là em thấy bình thường. Cái đoạn đấy thực sự là nó là một cái lỗi từ cả người chơi ấy. Bởi vì đó những cái lần đầu mà em thử nghịch mấy cái skill ở trong này. Nên là cái việc mà em out ra khỏi cuộc chơi hay gì thì em không thấy kỳ cục gì phần đấy. Em vẫn rất là ngồi tận hưởng nhìn mọi người chạy qua chạy lại. Và nếu mà em không thấy ổn thì em sẽ nói. Nên là không sao đâu. Anh làm rất tốt. Fay rất vui. Fay rất đúng một bạt tán tỉnh này kia. Kể cả cái cảnh giả vờ yêu đương với mình hay là giả vờ cứ như quen biết lắm với thằng bán cá, à thằng mua cá nữa. Đều rất hay, rất ngon. Về mình. Mình vô chi vậy. Ủa? Insert cảnh ngồi ăn cái bàn bị lấy. Cái bàn nhà thế. Mọi người thì vẫn chơi rất vui, đường thấy ổn ở tất cả mọi người. Kể cả ra hôm nay là đầu chơi với Sekra nhưng mà vẫn thấy chơi vui, chơi kiểu hợp ấy. Và rất cảm ơn các bạn đã chơi buổi ngày hôm nay. Bỏ qua Văn nhé. Ừ, tao không nói mày nữa. Chỉ là có một cái em hơi tiếc là sao mọi người ít lợi dụng những cái thứ mình có ở trong cái seat nhỉ? Bởi vì không có. Hôm nay... không có gì. Không biết là lúc nào á. Vì hôm nay em của em đọc xong em thấy cái sheet của mình có nhiều cái để nghịch vãi. Thế là em dùng hết, em dùng chả chừa cái nào cả. Em thử hết, em thấy kiểu ngầu vãi. Nên là nếu được thì em sẽ kiểu mong là buổi sau mình có thể sử dụng cái sheet này nhiều hơn ý. Kể cả một cái kit, mấy cái đồ dùng nó mang theo cũng rất tiện đấy. Nên là yeah, chỉ thế thôi ạ. Khoan, anh thì cho em hỏi là bây giờ em có đổi được cái kit của em chưa? Em thấy em mang cái lucky kit mà em không có cơ hội dùng á. Kiểu em có rất là nhiều cái để hỗ trợ tìm manh mối mọi người kiểu. Mày đi xuống. Không có cơ hội dùng luôn. Được, đổi. Sau khi mà hết một cái nhiệm vụ như thế này thì được đổi. Ok, em sẽ đổi sang bộ báo thủ. Ok. Okay, cảm ơn Đường đã chia sẻ. Rất cảm ơn anh Thiện. Buổi chơi rất vui. Rất ngon. Thiện sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình. Hôm nay vẫn là một buổi chơi rất vui. Đừng có quên đọc của Nuni anh ơi. À, rồi. Nuni viết: Linh, anh đã làm tốt mà. Cảnh ở dưới quầy bán cá hay mà. Với cảnh Văn kéo Fay về sau vụ thịt nướng. Thịt nướng là ra. Hai đứa chưa được ăn thịt nướng. À rồi. Nghi vẫn rất là dô chi tấu hề. Cảnh cuối hay nha. Rất muốn mình chấp nhận cái điều đấy, giao kèo đấy. Sai, lần đầu chơi với bạn rất vui nha. Văn dù gì cũng làm theo, có những cảnh rất là hề. Nhưng kiểu cái flow sẽ bị rũ. Đường, tội mộng bị ao ra một khúc. Nhưng cảnh cuối cậu ngầu với cảnh đi lốt tiền. Thiện, anh xịn vãi, biến đổi giọng liên tục. Cảnh tả hay ạ, để học đi dẫn. Cảm ơn anh đã dẫn game. Ui, tự đọc lời khen mình cảm giác nó thế nào ấy. Nhưng mà rất là cảm ơn. Cảm ơn Nuni đã chia sẻ. Trong buổi hôm nay thì vẫn rất là enjoy cái thời gian nhìn mọi người. Thượng cả những khoảnh khắc mà Thiện ngồi lại Thiện nhìn mọi người tương tác với nhau cũng rất là enjoyable đối với Thiện. Thiện rất thích cái mối quan hệ của các nhân vật là nó dần được xây nên như thế này. Và trong nhóm của mình kể cả về các cái nhân vật, những cái dynamic của nhân vật, Thiện nghĩ là cũng có hay.
có những người là muốn thích về hướng này, có những người thích về hướng kia, và tạo ra có một chút là phải bàn với nhau. Điển hình như là cái chỗ mà có cứu người hay không, hay là làm thế nào để có hiệu quả nhất. Thiện cũng sẽ nốt lại ngắn thôi, tại vì cũng nói rồi, vì cái chuyện mà có một đoạn nhân vật mộng của Đường là không tham gia được, thì cái đấy là Thiện nghĩ là cả về có phần lỗi của cả Thiện, có phần lỗi của cả người chơi là cùng chưa biết cách là xử lý một cái ability như vậy. Thì các về sau mình sẽ vẫn là cho Đường vẫn có thể tiếp tục với mọi người. Trời ơi, nhà em nổ cục wifi đúng lúc mà anh đang đọc bài diễn văn của Nuni, sao vậy không nghe được không mẹ gì hết. Con đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Bài diễn cam này. Bài cái cam diễn... này nó bị cháy quá hay sao anh ạ? Hết cháy cục điện. Bởi sao mình ai cháy cái gì nữa? Em nghe một tiếng đùng thất thanh ở trên dưới nhà. Là nhà em ở ngay ngoài kia cũng có một cái cột điện nó cách cổ phòng em cỡ 2 mét đi. Ngày mai buổi tần sau lại đùng. Cái cam này nó nổ một khó anh ơi. Lần sau đến được ai không? Ai đây? Ai là người đứng chọn? Nổ quá sao? À, ai mà roleplay nổ nhất hôm đấy là cột điện mình nổ. Ôi, ông nhà em còn gần cả cái trạm điện biến thế của cả thổ tổ dân phố ấy. Thế này thế nào? Ủa mà ngoài ra thì anh Thị có nói gì nữa mình? Có anh nói qua về chi tiết. Well, không phải nói qua, nhưng mà anh có thể tóm tắt lại cho em là trong buổi hôm nay anh rất enjoy lúc mà mọi người nói chuyện trong nhân vật với nhau. Hiện thấy là các cái dynamic nhân vật nó tung hứng nhau rất nhiều, kể cả về các nhân vật với nhau cũng có người thích hướng này, người thích hướng kia, điển hình là của trong cái đoạn cứu người hay không và giải quyết như thế nào cho nó ổn thỏa với tất cả mọi người. Thì cũng rất thích những cái đoạn như thế. Và các nhân vật thì bắt đầu nó bond cùng với nhau, kết nối với nhau. Nên là ngồi nghe cũng rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã tương tác và tương tác với cái plot của Thiện chuẩn bị. Về cái không thích thì có mỗi đoạn của Đường, nhưng mà mình cũng tóm tắt lại qua lại rồi. Cái đoạn mà nhân vật của Đường không được tham gia. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn mọi người cùng chơi campaign này với Thiện, trải nghiệm cái câu chuyện này với Thiện. Rất là hy vọng được có nhìn thấy các nhân vật trong campaign phát triển. Yay. Còn ai có cảm ơn mọi người. Còn ai có comment gì cuối không? Để mình kết lại buổi chơi ở đây. Yeah, em. Ok. Vậy thì buổi chơi sẽ chính thức được kết lại. Những ai mà xem ở trên YouTube là bạn có thể bấm like, subscribe để theo dõi các cái tập tiếp theo của series Thám Tử Nước Sâu cùng với Sài, Đường, Nuni, Nghi và Linh. Cảm ơn mọi người. Yay. Rồi, tắt máy.